À đấy, kiểu chị nhìn cái đống phao kìa chị kìa. Bây giờ em nhìn em mình nghĩ ra đấy, chị bốc vào đây cho em đi. Cái phao hôm nay đấy. Ờ. Phao hôm nay về cứ thời tiết nó nồm một cái củng luôn. Thiếu màu hồng. Hello các bác, chị nhận được hàng áo nắng dài của cao cấp chuẩn mà chất chuẩn mà đẹp luôn, em cảm ơn chị Bóc Đức nhá. Còn áo nắng dài chị Trịnh Bùi ơi, em còn nhá các bác ơi, vào like cho em xin nút chia sẻ với ạ. Hôm nay em tranh thủ lên một lúc nhá. Các bác ơi ạ, hôm qua nhà em chưa chốt xong đâu, em còn chưa in đơn tối qua ra ấy. Em chào chị Cẩm Hằng ạ, em còn áo nắng dài chị ơi, nắng dài của La Loma ấy. Thế là chị Vị Quách, nhà em vẫn đang gọi điện chốt đơn lần lượt, tại vì là các bạn chốt đơn thì máy lúc nào nó cũng bận đi. Thế là chị em mình thông cảm nhá. Lên bộ quần dài đi ạ, có luôn chị Hương Lan ơi, ngày hôm nay về rất là nhiều mẫu luôn, về nhiều mẫu lắm. Đây các bác này, thế luôn hôm trước các chị chốt mà không có. Thế chứ ạ, hôm nay bốc bom về này, toàn màu đẹp thôi. Hôm nay bốc bom về toàn cái đẹp thôi, thực sự luôn ạ, nhìn sót hết cả ruột. Đấy, sót hết cả ruột luôn các chị nhìn hàng này. Có một hai cái màu xanh trên kia chị ạ. Trời ơi. Các bác ơi ạ, các chị nhìn hàng này, phao xịn cho các chị mình luôn nhá. Hôm trước các chị tranh nhau không có, mà hôm nay bị em bị bom về các chị nhìn này. Ok chưa ạ, em bị bom về các chị ơi ạ. Nhìn cho em nhanh cho em mã này chị nhá. Nhanh cho em mã này luôn ạ. Đấy, mãi không được chốt đấy chị này. Người đã mong chốt không được, người chốt được thì đấy. Các chị này đến nơi bảo màu hồng này nhầm màu. Ừ, nhầm màu. Đúng không? Em đặt màu hồng, em gửi màu hồng đến nơi bảo nhầm màu. Mình nhận được áo chống nắng đẹp lắm, lần đầu mua hàng nhà Loan hết sức ưng ý, em cảm ơn chị Lương Thảo nhá. Mình nhận hàng thì mình cứ bóc hàng kiểm tra cho em. Đấy, mình nhận hàng mình cứ bóc hàng mình kiểm tra cho em thoải mái, chắc mà không đúng như mong muốn mình trả lại. Nhưng mà thề luôn áo này em bán ạ. Rẻ thế mà còn bị bom với chị Trình Bình Võ ơi, thực sự luôn ạ, thề luôn ạ, chán nhìn cái hàng bom về. Xem là các chị gói các chị vo viên mà nhìn trông chán đời lắm. Ok chị Huệ Nguyễn đây cho em số điện thoại đi. Mình comment luôn số điện thoại giúp em với. Em chào chị Hồng Vân nhá. Xả bầy hết hàng. Hết luôn từ tối hôm qua mà chị. Tại vì cái hàng đấy hàng lẻ em tranh thủ lên đi. Em tranh thủ em lên live một lúc đi tối hôm qua ấy ạ. Các chị nhìn này. Em tặng các chị mình 70. Được chưa ạ? 70.000. Cái hàng này đợt trước trong vụ của nó là hơn 400 các chị nhắc, hơn 400.000, bây giờ em xả các chị luôn ạ, 70.000. Các chị comment là xả phao kèm điện thoại ạ. Xả phao lẻ kèm điện thoại, ngày mai các chị chọn size vừa cho em. Đấy, ngày mai các chị mình chọn size vừa cho em ạ. Các chị lên đơn hàng là xả phao cách số điện thoại cho em. Các chị mình ạ, chọn size vừa cho em ạ. Không chọn kiểu, các chị, à không chọn màu. Chọn size vừa cho em ạ, không chọn màu ạ. Các chị lên đơn hàng cho là xả phao kèm số điện thoại cho em, mình chốt đơn. Đấy, toàn bộ những cái phao dáng ngắn này em tặng các chị mức giá là 70 nhá. Đây size gì đây, của XL thì em sẽ mặc hơi bị rộng. XL thì em sẽ mặc hơi bị rộng, em mặc các chị mình xem luôn. Áo khoác em tặng các chị 70.000 chị ơi. Em tặng các chị 70.000 nhưng mà chỉ chọn được size vừa thôi. Tại vì hàng này hàng em bị bom về.
hàng anh chị bom về mà toàn hàng đẹp như này, không có màu màu đỏ hay sao ấy? Có một hai cái. Có một hai cái màu đỏ thôi, có hồng tím đấy chị kìa. Có cả màu 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 hồng tím nữa. Dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ, dưới 65 cân đổ về mình chốt đơn à. Đây các chị nhìn hàng của nó luôn này, nó đẹp như thế này luôn mà còn bom hàng. Em tặng các chị 70 nghìn một chiếc. Ok chưa, em tặng các chị 70 nghìn đồng áp dụng tài khoản và chia sẻ livestream các chị nhé. Áp dụng tài khoản chia sẻ livestream cho em các chị này. Đây là hồng tím, đấy chứ ạ, còn đây là hồng đỗ cho em này. Đây là màu đỏ đô nhá, màu vàng này. Thực sự luôn các chị ơi, được cái nào mình lấy cái đấy. Tại vì cái giá 70 nghìn ạ, dầu gội ok lắm. Em xin cái cảm ơn chị Tâm nhá. Không có cổ hôm nay em soạn nhiều mẫu lắm. Nhiều mẫu lắm. Các bạn nhìn hàng của nó cực kỳ là xuất sắc luôn ạ. Em biếu em chiên các chị ạ, 70 nghìn một áo. Hôm nay về bao nhiêu cái chị? Tầm 20 cái. Em nghĩ là không biết là các chị hình như các chị đặt trong vui sao ấy. Đặt một lúc 4-5 cái liền trong đến nơi không nghe máy, không nhận hàng. Chả hiểu kiểu gì nhờ, có cái chị gì hôm nay Linh, à chị chụp ở trên nhóm với chị Hoa. Chị gì đặt 3 hay 5 cái ấy. Không biết là mua nhà hàng nhà em bao giờ chưa, đặt 5 phát, 5 cái áo phao liền trong đến nơi ạ, không nhận hàng. Có cọc đấy nhưng mà đấy nhà mình vẫn gọi là chỉ trừ đầu cước hay đầu thôi. Đây. Nhà mình vẫn tử tế gọi điện mà trừ đầu cước hay đầu thôi, còn đâu vẫn ghi ra sổ lại. Đặt 5 cái liền đúng không? Mà không nhận hàng đúng không? Chị nào nhận được phao này cho em xin feedback với. Các chị nào nhận phao này cho em ạ, cho em xin feedback ạ. Có chị em gửi màu hồng này, các chị bảo nhầm màu này. Nguyễn Thắm Thanh Hóa. Chị Thắm Thanh Hóa. Nguyễn Thắm Thanh Hóa. Không hiểu lý do của gì luôn, đặt 5 cái áo phao của người ta xong là bom hàng. 5 cái liền đấy. Đấy, xanh than này. Đen này, cái linh chốt. Em những khách đấy mà bom hàng em nhớ đời luôn ý. Em nhớ luôn mà, tại vì những cái mà hàng nó đẹp như thế mà bom về của em ạ, bom một lần em nhớ luôn. Các anh nhá, mã hàng chỉ là tặng phao kèm số điện thoại ạ, à xả phao. 70 nghìn một chiếc ạ, em tặng các chị 70 nghìn. Bây giờ mình mua về nóng mình chưa mặc được, mình không mặc nữa, sang năm mình mặc, tại vì những cái dòng phao này không bao giờ lỗi mốt. Những cái dòng phao này không bao giờ sợ lỗi mốt luôn các chị nhá. Lên mã hàng và kèm số điện thoại cho là mình chốt đơn ạ. Bây giờ em chị đa số là nó còn size to nhỉ. Đa số là chỉ có size to thôi, 70 một chiếc các chị nhá, cho em xin được chia sẻ với ạ. Cho em xin được chia sẻ, tí em xả cái hàng phao cao cấp nhá các chị nhá. Tí em tặng các chị phao cao cấp luôn ạ, phao kẻ, phao của Blackberry ý. Phao của Blackberry tí em xả luôn. Mất cọc luôn á, đâu? Phải không? Không mất cọc, ai bảo mất cọc? Không biết ai mất cọc. Cái Huyền bảo, cái Huyền giỏi. Do chắc là ý nó bảo mất cọc nhưng nhà mình vẫn ghi sổ. Đấy, như người khác là người ta cho mất cọc luôn ấy, nhưng mà em vẫn gọi là khôi trừ hai đầu cước. Được chưa? Còn đâu là trả lại cho chị. Trong lúc lại lên like lại bảo là nhà em làm ăn vớ vẩn. Đúng không ạ? Còn shop khác nha. Xin lỗi các bác luôn ạ, cọc tiền mà không lấy hàng thì chỉ có mất cảnh cọc thôi. Các chị gọi là cái gì mua cái gì cũng thế. Đấy. Các chị làm cái gì cũng thế thôi đúng không? Đâu bác ca đâu chị? Bác ca còn mấy cái? Đâu đưa đem nào. Rồi lẻ lẻ bác ca đi. Bác ca lẻ nhá. Em chả biết còn size gì luôn. Đây này. Các chị ơi sót này. Các chị nhìn hàng của nó luôn này. Đẹp chưa? Đấy chứ ạ, đẹp chưa ạ? Toàn hàng hơn triệu một cái. Toàn bộ hàng hơn triệu một cái. Các chị nhìn hàng của nó nhá các chị nhá. Lên mã hàng cho em là tắc ca lẻ cạnh số điện thoại cho em ạ. Đa số là chỉ còn màu đen thôi. Nó chỉ có màu đen thôi. Còn cái màu nâu em có đúng một chiếc đấy chị nhá. Màu nâu em có đúng một chiếc thôi ạ. Mã hàng lên đơn cho là tắc ca lẻ cạnh số điện thoại cho là mình lên đơn à. Có cả thi thoảng còn cái ngắn này các chị ấy. Cái ngắn này thôi, từ từ chị ơi, lấy cái dài trước đi. Thế là tắc ca lẻ là cái dài nhá. Xả các chị 300 nghìn nhá. Được chưa ạ? Em tặng các chị mình 300 nghìn đồng một cái. Hôm trước vẫn đang là 600 nghìn ạ. À. Em thấy luôn, ngày hôm nay nếu mà sẵn sàng ạ, à, các chị lấy một cái riêng cái này ấy, em mà 600 các chị vẫn mua. Thì chị ạ, thậm chí còn chuyển khoản trước ạ. À. Nhưng mà ngày mai ạ, à, chị nào mình hoan hình được cái này là XL này. XL các chị tầm 57 cân đến tầm 63 cân. 57 cân đến 63 cân đổ về em chốt đơn ạ. À. Pack ca lẻ à, em còn khẩu trang chị ơi. Em còn khẩu trang. Mã hàng lên đơn hàng cho là pack ca lẻ cho em ạ. À. Em có màu nâu và em có màu đen. Nhưng mà đa số là còn màu đen thôi. Hàng này em bị bom về đấy chị này. 300 à? Em xả luôn 300. Đấy chứ ạ, em giảm luôn 300 nghìn. Ok, lên đơn ạ, mã hàng cách số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng ạ. Đẹp thế chứ lại mà bị bom về. Cú dã man luôn. Nhìn cái hàng bom về dã man luôn ạ. Ui giời, không cần phải ghi danh sách chị ơi. Tại vì nó đều có ở trên hệ thống hết. Đấy chứ ạ, nhà em đánh máy nó lên hệ thống hết luôn ý.
bo một lần, bo một ngày giờ nào nhà em đều có tên hết luôn ấy, chứ không cần phải là lưu tên ghi số hay là những cái danh sách mà chị nào mà hay bo hàng. Chị gái ạ, nhà em nói chung là cứ đánh ra phát là nó có trên hệ thống hết luôn. Bom từ năm ngoái năm nay mà nhà em cũng biết luôn ấy. Đây cái nâu nâu đấy, đây đây. Cái này á? Ừ. Cái này phải là nó. Không, cái bạn đấy là cái khác. Có mỗi cái thôi. Không, không phải đâu, chỗ ở ngoài chỗ cái hà kìa. Ở ngoài chỗ cái hà kìa. Cái này còn chưa lắp lông này. Không, cái này đã lắp lông đâu. Đùa đâu ý. Áo em mặc đã có chị ơi, áo em mặc là nó chỉ còn hồng nhá, hồng mới lại là trắng, còn hồng với trắng ạ. À, ca lẻ ngày mai các chị nói chung là nó chỉ có màu đen thôi, còn màu nâu thì có hình như là có 1-2 chiếc các chị nhá, nâu chỉ có 1-2 chiếc và đa số là có màu đen đấy ạ. Mà áo em mặc là gì nhỉ mọi người? Áo em mặc là cái mã gì đây? Đưa cho em cái cọc lên nào. Ô cái Huyền đây không sang à? Đưa chị, em đưa em cái kia nào. Các chị ơi nhìn hàng cho em này. Em đang còn shop bằng này chiếc nhá. Được chưa ạ? Em đang còn shop bằng này cái, các chị nhìn cho em ạ. Được chưa ạ? Giá hôm trước đang là 139.000 đồng ạ. Ngày hôm nay em tặng các chị giá 129. 129 em chỉ còn màu hồng với lại màu trắng thôi. Em đang còn hồng với trắng, 40 cân đến 55 cân đổ về ạ. Hàng Quảng Châu cho em này. Hàng Quảng Châu ạ. Mã này các chị comment cho em là mã V1 cho em các chị nhá. V1 và kèm các số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. V1 cho em ạ. 40 cân đến tầm 55-56 cân đổ về em chốt đơn. 40-55-56 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. 129.000 đồng một áo ạ. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ hàng Quảng Châu và dòng tem 2 cho em. Dòng tem 2 cho em ạ, rất là đẹp luôn các chị nhá. 129.000 đồng ạ. Các chị ơi nhìn cái màu hồng của nó này. Đấy chị ạ, nhìn cái màu hồng này của nó cho em này. Chất nó sướng và nó mát lạnh luôn. Đấy chị ạ, 129.000 đồng cho em ạ. Mã hàng cho em là gì? V1 đúng không? 129.000 ạ. Các chị nhanh nhá các chị nhá, nó chỉ còn chục cái thôi. Ủ tóc Nhật em còn sót 1-2 hộp đấy chị ạ. Ủ tóc Nhật nó chỉ còn 1-2 hộp thôi. Mã này các chị comment cho em là V1 nhé các chị nhá. 129.000 ạ. 129.000 đồng các chị nhìn đơn ạ. Đẹp lắm, cái này là hàng Quảng Châu nhé các chị nhá. Nó không phải là hàng của là hàng gia công đâu. Hàng gia công các chị giặt một lần nó sẽ rão luôn. Nhưng các chị chất này các chị mình ạ, nhìn qua từ cái tem túi của nó các chị biết luôn. 129.000 ạ. 129.000 em còn sót 2 cái màu đen các chị nhá. Còn sót 2 cái màu đen. Đấy bác nào lấy lên đơn ạ. Bác nào lấy lên đơn hàng cho em là V1 ạ. Cộng số điện thoại cho em mình lên đơn. Chị ơi lấy cho em cái phông có cổ này. Cho cổ cho em mẫu ở đây đi. KT, mã KT chị ơi. Đấy chưa? Không có cổ em treo nguyên ở chỗ này này, chị lấy hộ em cái. Đẹp mà không có size chị ơi, không có size XL, nó chỉ có size M với lại size, à quên, nó chỉ còn là free size co giãn đấy chị này. Free size co giãn cho em. Đó, lên mã hàng cho em là V1 và kèm cho số điện thoại chị nhé. Chọn màu cho em ạ, em có màu đa số là có màu hồng với màu trắng. Nó chỉ còn màu hồng với màu trắng thôi ạ. V1 chọn màu cho em thoải mái các chị nhé. Cách số điện thoại cho em là mình chốt đơn ạ, 129.000. V1 129.000 đồng cho một áo. Tiếp theo cho em các chị này. Ok chị ạ, mã này các chị lên là mã gì chị Hoa ơi? Có mã ở kia không? Để mình ăn xem nào. Đẹp quá các chị, để em mà thử lên các chị mình xem luôn giá. Mã này các chị comment là mã Y8. Đây mã V nhá. Mã hàng chưa là V2 ạ. Mã hàng lên chưa là V2 và cách số điện thoại cho em mình lên đơn. V2 là bao nhiêu tiền mình ơi? V2 155.000. Một có mấy size đấy? Kiểm tra kiểm ML 2 size à? Ừ. Ủa, ôi ML 2 size các chị ơi. Mã này em còn 2 size là size M với size L các chị nhá. XL còn có 3 nhiêu chiếc. XL em còn ít, hình như là có XL còn nguyên màu vàng phải không? Không phải nó không phải đâu. Đợt này cũng nhập được cái áo này luôn ý. XL còn 1 chiếc. Em nói thật luôn các bác ạ, khách sỉ hỏi em quá trời luôn mà em không có hàng. Tại vì giá đợt này nó lên cao quá. Giá đợt này nó lên cao quá luôn. Mã này các chị lên đơn hàng trên là V, à quên, V2 đúng không? V2 cho em ạ, ML 2 size. Thi thoảng nó còn sót cái XL ấy nhá. 40 cân đến 60 cân ạ. Còn ruột gối và kem mình tăng chị nhá. Chị Phạm Vân Anh nhá. Mã này các chị lên đơn hàng cho là V2 ạ. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ dòng tem 2. Toàn bộ dòng tem 2 cho em ạ. Các chị lên chuẩn mã hàng cách số điện thoại màu V2 cho em màu xanh này. V2 màu trắng này. V2 cho em ạ tông màu đen. V2 cho em ạ tông màu đỏ và V2 cho em ạ tông màu vàng. Các chị ơi ạ, em tặng các chị 155.000 một áo. Đợt này ạ giá lên cao quá thì em còn sót những cái gì ạ? Của cái lô đợt vừa rồi ấy, mà em nhập được giá rẻ thì em bán các chị giá này. Các chị nhá, 100 ạ.
Ôi rồi ôi, cái gì vậy? Chị Diệp Yên ơi, chị Diệp Yên ơi, Diệp Yến cho em luôn số điện thoại với. Chết dở luôn ý. Đặt áo nắng mà nắng ngắn mà gửi nhầm nắng dài này là chết tiền em rồi. Chị Diệp Yên cho em số điện thoại với. Tại vì cái hàng dáng dài nhà em là hàng đắt hơn. Mà bây giờ đặt nắng ngắn mà gửi nắng dài là chết dở em luôn ý. Tính tiền hay là gửi gì? Không biết, chị Diệp Yên chị bảo đặt nắng ngắn mà gửi nắng dài này. Là em bị chết tiền thế này. Dáng dài nó đắt hơn gần một nửa tiền luôn. Chị Diệp Yến cho em số điện thoại với. Đấy. Túi nó lẫn rồi nó chết rồi, cái đứa nào mà chốt đơn nhầm cho khách cái này là chết em đấy. Em bị lỗ tiền đấy. Em đang đau tim này, xem đứa nào chốt nhầm đơn này là chết dở nhá. Đây ạ, à, bác à, bác nào lên đơn hàng cho em ạ. Chị thêm bác ca đen 300 hôm trước chị mua rồi đẹp lắm chị ơi. Giá 300 nghìn là em thanh lý lỗ vốn rồi. KT3 em còn chị nhá. Các chị nhìn hàng này. Em bảo rồi, em bao chất lượng luôn. Em bao chất lượng luôn, các chị nhìn hàng giúp em với ạ. Mã hàng cho là KT, à quên, mã V2 nhá. Quần em mặc là quần Q4 chị ơi. Quần em mặc là quần Q4 là quần legging. Chị Xuân Lê, chị Tình Nguyễn có đơn ạ. Chị Hồng Vui có đơn hàng ạ. Mã hàng chọn màu cho em nhá. Màu vàng, màu đỏ, đỏ đậm cho em ạ. V2 màu đen này. Mã này em có size M với size L. Đây là xanh lá cho em các chị nhá. Xanh lá và tông màu trắng ạ. Cổ bọc viền cho em ạ. Dòng mắc đen và dòng tem 2 cho em hàng Quảng Châu. Dòng tem 2 cho em hàng Quảng Châu ạ. Lên chuẩn mã hàng cho là V2. V nhá chị nhá. Mã V giúp em với ạ. V2 cộng số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng ạ. 100 ạ. 55.000 đồng cho em một áo. Ok chưa? Bây giờ thị trường đang con này là 250. Thị trường đang 250 ạ. Tại vì lô này em nhập được chuyến trước nó được rẻ nhá. Còn chuyến này về không có cái giá này nữa đâu. Chuyến sau này về cao quá em còn chưa dám nhập hàng ấy. Tiếp đây chị ơi. Đấy, cứ lấy chỗ nào treo chỗ đấy cho em nhá. Rồi, qua mẫu nhá. Tiếp cho con cổ đi. Hả? Con KT đi chị. Đấy ạ, KT đang chốt này. Đây đúng không? Không. Đấy, không polo ấy. À, không này gì rồi. Ôi, đầu loát nhanh hộ em cái. Rồi em qua mẫu nhá, em lên phong polo nhá. Bộ B15 á, nhà em đang chốt mà chị Yến Nguyễn ơi, chị lên lại số điện thoại tí em lên bộ đấy cho các chị chốt tiếp. Áo cổ tròn đợi em một xíu chị ơi, cổ tròn đợi em tí. Đây mã này cho em này. Em bảo rồi, chất lượng cũng gọi là ok luôn. Paka em vừa với em lên nó còn sót những cái hàng mà em bị bom về ấy. Đấy, bom về nó phải hàng tháng rồi, gần 2 tháng mới về được đến nhà em đấy. Mà trong khi đấy là nhiều chị chốt không chốt được. Mã này cho em là KT1 đúng không? KT1. Rồi ạ, KT1 cho em. Chiều nay về thêm nữa. Hôm nay về thêm đây này. Đấy chưa ạ, các chị ơi ạ. Hàng này em về thêm nhá. Form em chốt đơn các chị từ 40 cân đến 62 cân. 40 cân đến 62 cân ạ. Hàng polo cho em. Quần Umi keo khóa đi. Đây này, quần em Umi keo khóa đấy chị này. Đây là quần Umi keo khóa. 63 cân nó phải tùy chiều cao chị Huyền Thu nhá. Nếu mà chị người chị gọn ấy, mà chị cao cao các chị tầm khoảng là 62-63 cân mặc được. Đó, còn bình thường em chốt mẫu này các chị tầm dưới 62 cân đổ về thôi. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là KT1 đúng không? KT1 cho em ạ, màu xanh này. KT1 cho em ạ, tông màu trắng ạ. KT1 cho em ạ, tông màu đen. KT1 cho em ạ, tông màu vàng này. Và KT1 cho em ạ, tông màu hồng cộng số điện thoại cho em ạ. Em tặng kỷ niệm các chị trên line nhé, là 139.000 một áo. Phong các chị 40 cân đến 62 cân đổ về nhá. 40 cân đến 62 cân đổ về em chốt đơn ạ. KT1 ML2 size ạ, à. Các chị này, chất lượng này. Hàng em về bù đấy. Hàng em về bù hôm trước hết sạch luôn. Về đúng một hôm hết sạch luôn các chị ạ. Lên mã, lên đơn và kèm số điện thoại giúp em ạ. Quần em mặc là 135.000. Chị Trần Thị Mai Hòa rồi ok. Các chị chọn màu cho em, các chị nhìn là hàng này. Toàn bộ hàng Quảng Châu, các chị nhìn tem mát cho em nhá. Để chạy cổ bọc viền hết cho em như này ạ. KT1 ạ, kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn ạ. Em ơi, gọi là nó đẹp hết nước chấm luôn. Đó, gọi là đẹp hết nước chấm luôn ấy. 139.000 đồng cho em một áo. Cô hôm trước có chị vào live của mình, chị bảo là chị mua áo này 200 mấy? 285.000 à? 285 á? Có chị đang bảo là mua áo hết nhà em 285.000. Em xin phép em tặng các chị 139.000 đồng một áo. Tí em lên cổ tròn đấy chị Nguyễn Oanh ơi. Tí em lên cổ tròn ạ. À, vàng với đỏ của V2 á. Rồi ok chị Dung nhá. Chị Đào Minh Hoàn có ạ, chị Hoa Hoàng chốt đơn, chị Duyên Đào ok. Chất này ạ, em bảo rồi cả giật. Giặt máy giặt nhá các chị nhá. Giặt thoải mái cho em ạ, giặt tay giặt máy thoải mái. Chất này nó càng giặt nó càng lì luôn. Nó không bị là bị bay, bị nhão, bị xù đâu. Các chị ạ, dòng này em bán nói chung là năm nay em bán phải đến là 2-3 năm rồi. Nhưng cái chất lượng như này này các chị này. Đấy, khách hàng gọi là mặc, khách hàng mặc mấy năm nay ạ, giặt nó vẫn gọi là nó vẫn đẹp em ơi.
Đấy, em bảo là thôi ạ, chị ơi, nếu mà mặc 1-2 năm rồi nó cũ đi rồi ạ, mình đổi, mình có nghĩa là mình mua cái khác đi. Đấy, các chị bảo là bền quá, nó còn chưa hỏng. Giặt máy giặt nó càng lì luôn, nó không bị xù ấy chị nhá. Em tặng các chị 139.000 đồng, các chị chọn màu, chọn size vừa. Chọn màu, chọn size vừa cho em ạ, hàng polo cho em các chị này. 139.000 một áo ạ. Quần em mặc là dáng ôm chị ơi. Quần em đang mặc là quần dáng ôm. Đó, quần em mặc là dáng ôm. Áo này các chị có mình là KT1 nhé. Chọn màu, chọn size cho em ạ. Dáng em mặc là dáng ôm các chị này. Ok chưa? Cái này, áo này các chị mặc với lại là quần legging này, quần bò này. Để chạm hay quần công sở, rất là đẹp luôn. Nói dòng polo cho em ạ. Nhà em vẫn đang chốt đơn áo nắng chị. Nhà em vẫn đang về áo nắng này. Áo phông chất đẹp lắm, em cảm ơn chị nhé. Rồi qua mẫu nào mình ơi. Nào, tiếp theo lên áo phông Quảng Châu nào. Cái xe lẫn cho em. Áo này mình nhận rồi, ok lắm chị ơi. Áo này em bán nhiều lắm rồi ý. 54 cân có size nhé chị nhá. 54 cân là có size vừa. Tiếp theo mã này cho em này. Lại tiếp một con áo mác đen. Được chưa? Lại tiếp một con áo mác đen cho em ạ. Chị ơi, màu này có, màu hồng đất thì có. Màu hồng đất ạ. Size mờ thì có, size M1, 2 con thôi. Nói chung là vẫn còn đủ size M nhưng mà nó có số lượng ít. Cái còn bé hết. Cái gì? Không không hiểu, chị Diệp Yến cho em số điện thoại để em bảo nhân viên gọi lại cho chị xem nào. Tại vì là đặt nắng ngắn mà gửi nắng dài là em bị mất tiền đấy. Chị nhận được hơn 700 đơn đầu mà chim ưng quá mất chị ơi, em cảm ơn chị Đỗ Hoa sau ủng hộ em tiếp nhá. Đây các chị này, mã này cho em là mã gì mình ơi, V3 nhá. V3 PC1. Thôi lên mã V3 đi chị ơi. Lên cho em mã này là mã V3 cho em ạ. V3 kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn các chị này. Các chị nhìn màu của nó cho em. Các chị mình nhìn màu của nó cho em nhá. Chị xem của em cái màu hồng này có hàng không? Ôi có, nhưng mà có ít không? Hồng này có ít đúng không? Thôi em cứ mặc cho các chị xem cái màu này này. Nhìn trông nó lạ lạ đúng không? Hồng đất này. Lên mã này cho em là mã V3 nhá các chị nhá. V3 kèm theo số điện thoại ạ. Chị Hoàng Lan á. Chị ơi em lại được chốt đơn hai bộ B16 à. Rồi cứ chốt đơn là đi đơn chị. Chị Phạm Ngân ok này. Rồi chị đặt đơn 1.400.000 về xuất sắc em ạ. Cảm ơn chị gái mình nhá. Đặt lần sau lại mua hộ à, quên mua ủng hộ cho em nữa nhá. Áo nào cũng đẹp mà chị mà không vừa à, thế là chị Trần Tâm. Thì xem mã nào xem là có chị mặc size to hay size nhỏ. Em lên bộ đợi em một chút chị gái ơi, đợi em một tí em lên luôn. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là mã V3 nha các chị nhá. Có size gì chị Hoa? M3 size MLX ạ. 40 cân đến 65 cân. 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Lên đơn hàng cho là V3. Em Paka em còn ít lẻ size ạ. Em là có hồng đất các chị này. Màu đen ạ. V3 cho em tông màu đen này. V3 cho em ạ, tông màu xanh lam ạ. V3 cho em ạ, tông màu vàng ạ. Và V3 cho em ạ, tông màu đỏ. Em mặc là hồng đất các chị nhá. Em có 3 size là MLXL ạ. 3 size MLX các chị lên mã hàng và kèm theo số điện thoại cho em là mình chốt đơn ạ. Em tặng các chị mình ạ, 155.000 một áo. Nhớ cho em ạ, chuyến sau nói chung là nếu mà em nhập lô sau thì giá nó sẽ cao hơn thì em sẽ bán cao hơn nhá, còn chuyến này em nhập được rẻ hơn thì em sẽ bán rẻ hơn. Được không ạ? Tại vì là cái này là khách sỉ hỏi em còn không dám, em còn không dám đưa cho khách sỉ ấy. Đấy, mua nhiều rồi vẫn muốn mua. Em bảo rồi cái chất phông này nó cứ mát lạnh luôn. Nó không nóng, không bí mồ hơi một chút nào ấy. Các chị mặc mùa hè các chị mới cảm thấy nó sướng đời. Các chị nhá, em có đủ size các chị dưới 65 cân ạ. 40 cân đến 65 cân, 155.000 đồng một áo các chị nhá. 155.000 các chị nhìn màu của nó cho em này. Cổ bọc viền cho em ạ, dòng tem đen. Được chưa ạ? Dòng tem đen mà hàng Quảng Châu, dòng tem hai mác cho em ạ. Chị ơi, ngày mai nhà em gọi nhá chị nhá. Đơn tối nay thì nhân viên nhà em vẫn đang gọi chốt đơn tối hôm trước đấy. Tối nay thì em vẫn đang gọi chốt đơn tối hôm trước. Chị Tâm Trần là 155.000 ạ. Mã hàng cho là V3. 3 size ạ, MLX nhá. Nhờ được quần Q4 là ok, chất đẹp. Em cảm ơn chị Tâm Phùng ạ, chị Luyến Trần ok. Đây Q4 là quần em đang mặc đấy chị này. Q4 là quần em đang mặc đây. Đó là quần này đấy ạ. Nhưng hiện tại em đang sẵn là size S MLX. Hiện tại đang sẵn là size S MLXL. Áo là mã chờ dài cổ à. Chị ơi đợt này á, nhà em còn đang quá tải ấy, tại vì nhân viên các bạn ấy bị Covid nhiều quá. Đấy cứ ngày nào cũng gọi là rơi rụng một vài đứa. Ngày nào cũng rụng mấy đứa nên là không chốt đơn kịp cho khách ý. Nên các chị mình thông cảm cho em với nhá. Nhưng mà ngay em bảo là cứ nghỉ một ngày ạ.
để chặn cách một ngày xong lại lên các chị một lên like một ngày, nhưng mà cứ ngày nào không like là lại nhớ các chị. Ông nội bảo là không, nó không nói nó ngứa mồm. Đúng rồi, bố chồng em mà nó không nói là nó ngứa mồm. Một ngày mà không lên like, không nói chuyện với các chị, không bán hàng là em không chịu được đâu. Các chị ạ, lên ít hay nhiều thì cứ phải lên like bán hàng một lúc. Kiểu nói quen rồi, xong rồi một buổi tối mà không, có nghĩa là cứ ngồi không nói cái gì, nó cứ cảm giác nó thiếu thiếu thế nào ấy. Thế chị ạ, áo em mặc là V3 á chị nhá. Chọn màu, chọn size cho em ạ, thoải mái. Hàng không thì em tất cả đều là không có size số. Đấy, chứ không phải hàng free size chị nhá. Các chị nhìn hàng cho em, hàng Quảng Châu á, chị nhìn hàng của nó này. Cái màu sắc ạ, đấy chị ạ. Cái chất phông nó rất là mềm mướt luôn ạ. Quần em mặc là mã Q4. Hôm nào cũng thích Loan nói à, em cảm ơn chị. Đây chị này, quần em mặc là quần Q4 ạ. Hiện tại nó có sẵn là size SMLX. SMLX chốt các chị tầm 62 cân thôi nhở, 60-62 cân. Chị nào người gọn các chị tầm 62, còn chị nào người thấp các chị tầm 60 cân nhá. 40 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. Mã hàng chỉ là quần Q4, nó kèm theo số điện thoại này. 135.000 một quần các chị nhá, 135.000 các chị in hàng của nó cho em ạ. Quần này là quần Q, quần có Q ạ. Chị Lý Lai HG ơi, em bảo không biết là em bán của nó mấy vạn quần này rồi. Em thề luôn không nói điêu đâu. Mà hiện tại bây giờ em còn đang hết size 2X ấy. Em đang đặt thêm size 2XL ấy này. Mặc sướng lắm, chị nào nhận được quần Q4 nhà em Loan, các chị cho em xin một cái feedback. Quần này có khóa chị ơi. Chị yêu nào mua quần Q4 nhà em thì các chị vào cho em một cái phản hồi với. Các chị đang bảo là mặc chất có sướng không ấy này. Đấy chứ ạ, 135.000 một quần. Quần Q4 cho em. 135 mà kèm ra số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Chất co giãn thoải mái ạ. Quần này em thấy luôn mặc được cả mùa đông cả mùa hè. Còn đang sợ không có hàng mà trả cho khách ý. Em thề luôn ạ, sợ không có hàng trả cho khách. Tại vì đợt này xưởng làm ra hàng nó chậm quá. Các chị nhìn hàng này, đường quần nhà em nó chất quần nó may kỹ như thế này cơ mà. Chất quần may kỹ như thế này, các chị nhìn cho em này. Em cho các chị xem gần luôn nhá. Cho các chị mình xem gần luôn, SMLXL ạ. Thế à, hôm nay nhận được hàng ạ, đẹp lắm à. Em cảm ơn chị nhá. Quần Q4 mặc thích lắm, em cảm ơn chị ạ. Mình mặc mình mã này hai quần Q4 ạ, đẹp lắm, em cảm ok lắm, em cảm ơn chị. Em bảo rồi, mỗi lần em lên like cái quần này em chỉ sợ không có hàng để trả cho khách thôi. Tại vì hàng không ra kịp ấy, không ra kịp, công nhân xưởng thì Covid. Đó, chị Lê Tuyết ơi ok chị luôn ạ. Có thể là bên ngoài nó có những cái mã y hệt thế này nhưng mà người ta sẽ làm bằng chất rẻ hơn ấy. Các chị mặc nó sẽ bị cắn chỉ. Được chưa ạ? Nó mỏng hơn chị nhá. Chất em nó dày dặn, nó đay như thế này cơ mà. Tại vì hàng em toàn bộ là hàng đặt. Toàn bộ là hàng đặt cho em. Q4 lên đơn cho em nhá. 135.000 một quần. 135.000 một quần cho em, các chị lên đơn hàng từ cái cúc của nó này. Được chưa ạ? Từ cái cúc cho em. Đằng sau logo nó theo nó nét như này luôn. Logo theo nó nét như này luôn ạ. Các chị lên là quần Q4 đấy. Hiện tại em đang còn sẵn là size các chị tầm khoảng là chất giống Q3 không em à. Chất giống nhưng mà nó sẽ là khác nhau cái hình nhá chị nhá. Q3 của nó là không có, của là cạp không có khóa, không có cúc. Thì cái quần Q4 nó sẽ có khóa này. Nên chị nào mặc đi làm ạ, đều ok luôn cho em. Thoải mái. Mùa hè các chị mặc nó không bị nóng, tại vì chất ô mì chị nhá. Mã hàng lên đơn hàng chỉ là Q4 ạ. Cộng số điện thoại cho em ạ. Chị ơi cho là túi. Thôi lên lướt qua thôi. Mã này không có mấy đâu. Q4 hôm nào à. Năm ngoái chị đặt hai quần này mặc thích à, nên năm nay đặt thêm mấy cái để mặc à. Đấy, khách hàng em bảo rồi, khách hàng đã mua hàng nhà em rồi chắc chắn là sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và rất là nhiều lần nữa lại quay lại mua nhà em tiếp. Chứ không phải em bán các chị ạ, chọn các chị loại rẻ xong là bán chất lượng kém và lần sau là khách nhìn em like phải là chạy mất dép luôn. Đấy, mua từ năm ngoái, năm nay lại thích lại mua tiếp quần này đúng không? Trời ơi sướng, sướng đời ạ. À, 65 cân hiện tại nhà em đang hết size nhá chị nhá. Thì các chị đợi em mấy hôm nữa đi. Chị nào có tầm khoảng là 62 đến 65 cân thì các chị đợi em tầm khoảng 4 hôm nữa thì em trả hàng. Các chị nhá. Còn bây giờ em chỉ còn sẵn size các chị từ size S, M, L, XL thôi. Nó chỉ có màu đen thôi chị ạ. Nhà em chuyên bán quần màu đen thôi, tại vì quần màu đen các chị có thể là phối hợp tất cả các loại áo khác màu. Đấy. Chứ còn những cái quần màu thì các chị khó phối đồ lắm. Quần màu nó khó phối đồ lắm. Rồi ạ, Q4 em qua mẫu nhá. Tiếp theo áo chị. À, có chị nào thích áo phao xịn không? Phao xịn cái hàng Burberry ấy. Các chị cho em xin nút thả tim thả like nè. Em xả cái hàng phao xịn đằng sau nhá. Để chạm phao dáng kiểu là phao Burberry ấy. Đẹp lắm, nhưng mà hôm qua em soạn nữa em cũng thấy tiếc. Em còn định để lại em không bán ấy. Nhưng mà bán vãn đi nhở. Nó đỡ phải cất đi. Em bảo là hay là bán xả đi để đỡ phải cất đi. Phao á. Các chị có thích phao không nào?
lên phao xịn đi em à. Nhưng mà nó lẻ size, đa số là còn size nhỏ thôi. Đa số nhỏ, nó chỉ còn size nhỏ. Chị nào có tầm khoảng là dưới 55 cân các chị mình là ok cho em nhá. Dưới 55 cân ạ, à, cho em xin biết thả tên cả ngay với ạ. Đây các chị này, em chỉ còn size nhỏ thôi. Ờ, lên phông không cổ đi em, đợi em một tí. Đợi em một tí. Rồi điện thoại réo ầm ầm thế này. Sáng chốt đơn mà kêu cả buổi chiều, sợ thật. Cái con điện thoại sáng chị cầm chốt đơn, kêu cả buổi chiều. Đây các chị nhá, cái này em chỉ còn size S thôi. Chị xem em xem màu B này. Nguyên size S đúng không? Cái này màu B em chỉ còn nguyên size S, chị nào dưới 50 cân em chốt. Chị yêu nào dưới 50 cân em chốt đơn nhá. Chốt luôn, ok chưa? Mã này các chị coi là phao xịn, phao xịn ngắn các chị nhá. Áo em vẫn có size của cái gì? Cái gì size to? Ơ, sao khoản này xịn tít thế nhỉ? Lệch cái gì không? Chị lấy cho em cái khác đây nào. Ừ, lấy cho em cái trong túi bóng đi. À đây khổ, em chưa kéo nó xuống hết. Trời ơi các chị này, đẹp dã man luôn, nhưng em chỉ còn size S thôi. Xả đi cho chị cái size S à. Nhưng mà em vừa xả vừa tiếc, tại vì em sợ năm sau em không nhập được giá này ấy. Em sợ năm sau em không nhập được thì đợt trước nhá, của nó là nhập vào 1 triệu mốt rồi. 1 triệu mốt, 1 triệu 150 nghìn giá buôn ấy. Đấy hôm trước là em đã xả các chị là 850 đúng không? Hôm trước là em sale các chị là 850. Ngày hôm nay ạ, ngày hôm nay ạ, các chị chốt cho em màu B, chốt màu B trước nhá. Tí em lên quần sau chị ơi. Trời ơi nó đẹp lắm, 43 cân vừa, 42 cân đổ lên đến tầm khoảng là 50 cân đổ về em chốt đơn. 42 50 cân. Em tặng các chị ạ. 650. Các chị đừng kiện em nhá. Vừa ra mặc em hình như em còn sót 1 2 chiếc thôi. Mã này các chị coi đây là phao xịn ạ, B, phao xịn BS. Phao xịn BS cổng số điện thoại cho em ạ, dưới 50 cân nhá các chị nhá. Ok chưa ạ? Ngon bổ rẻ. Đúng không ạ? Loan em có quả áo ngon bổ rẻ đẹp thế. Con bổ đẹp thế, em cảm ơn chị ạ. Các chị ơi, cái này em còn mấy chiếc? 5 chiếc. Có cả màu đen này, có cả màu đen CS nhá. Có cả màu B và màu đen CS này. Đó, các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại giúp em. Đấy, con đấy, con này em cầm. Ô, có cả SM này chị ơi. SM chị kiểm tra size số luôn, em có size S với size M. Các chị mua được giá này, tầm giờ này là các chị cũng mua giá hồi. Tí em lên cái hàng có mũ sau. Các chị nhá, các chị nhìn đây này, toàn bộ hàng chất lượng luôn. Phao xịn cho em ạ, màu B size S. Màu B size S kèm số điện thoại ạ. Các chị để ý điện thoại nhá. Tại vì là những cái hàng này thi thoảng là em kiểu là em cứ hứng lên để em sell thôi. Những cái dòng này ạ, bán không bao giờ lỗi mốt, kể các chị mặc 10-20 năm. Những cái dòng các chị mặc 10-20 năm không bao giờ lỗi mốt luôn. Mà các chị hôm trước là em đang sell 850 đúng không ạ? Hàng 1,6 triệu, hàng 1,5 triệu, em đang sale các chị là 850. Ngày hôm nay ạ, em tặng các chị ạ giá 650 nghìn. Các chị đừng kiện em giá này nhá, đừng kiện em giá này, vì giá em thanh lý ạ, quá lỗ luôn ạ. Còn 2, 3 con S. Đen em còn 3 cái size S, 1 cái size M. Đen còn 3 cái size S, 1 cái size M. Size M các chị dưới 55 cân cho em. Còn màu đen size S các chị dưới 50 cân. Không có size to đâu, hết size to rồi. Các bác ơi, nhìn cho em hàng của nó này. Màu đen size S các chị nhá. Màu đen size S em còn 3 chiếc ạ. Và còn 1 chiếc của size M, màu đen. Size M các chị tầm 50 cân đến tầm 55 cân đổ về em chốt đơn ạ. 50 cân đến 55 cân. Chị nào chốt màu đen lên đơn này. Đấy chứ ạ, chị yêu chốt màu đen lên đơn ạ. Con này thì quá là đẳng cấp luôn, 52 cân vừa size M màu đen này chị này. Lấy luôn size M màu đen cho em. Cái chất nó mềm lắm các chị ơi ạ, chất nó mềm nó đẹp như thế này luôn. Quần em mặc là quần Q4. Quần em đang mặc là quần Q4. Chị nào chốt màu gì ạ? Màu đen của size S. Các chị lên đơn em còn 3 chiếc này. Được chưa ạ? Size M em còn 1 chiếc duy nhất. Các bác lấy lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ, màu vàng. Màu vàng có size gì? Này của em. Cái gì? Màu vàng em còn 2 con size S các chị nhá. Màu vàng em còn 2 cái size S. Các chị có vẻ phao xịn màu vàng ạ. Xịn ngắn màu vàng ạ, kèm số điện thoại, chất à ha nó nhẹ mà chị.
nó nhẹ nó đẹp, hàng này của nó là dòng thời trang ấy. Đó, dòng thời trang cho em ạ, hàng búp cho em các chị này. Chất nó đẹp lắm. Bộ B15 em còn, chuẩn bị cho em cả bộ B15 đây nhá. Để ngoài đây này. B15 và B64 hôm nay về được cả màu màu gì nhỉ? Màu đen với tông màu xanh đúng không? Màu đen màu xanh hôm nay về. Nâu hiện tại vẫn còn hàng đúng không? Đây cái này các chị phải kéo hết cái khóa này xuống này. Nó khít thì nó với vào được. Đây. Size S này, dưới 50 cân nhá. Hiện tại em đang 54 cân thì em mặc nó hơi bị kích một chút. Thì các chị mình dưới 50 cân các chị chốt vừa. Pha xịn cho em màu vàng ạ. Màu vàng của nó sẽ là màu vàng mơ các chị nhá. Màu vàng mơ vàng đậm cho rất là đẹp luôn. À, ok các tình yêu, còn đúng 2 chiếc ạ. Màu vàng size M em không có đâu. Em chỉ còn size S thôi. Em chỉ còn size S, nói chung các chị size dịch tầm khoảng 50-51 cân. Nếu người chị nào gọn tầm 51 cân. Còn bình thường là chúc ơn các chị tầm khoảng 42 cân đến tầm 50 cân đổ về. Đấy chị ạ, 42-50 cân đổ về em chốt đơn ạ. Áo ngực em không có, chị ơi không có bán. Em không có. Màu gì cũng được cho chị một chiếc à. Ê màu nâu đây, nâu thì có size M. Nâu thì lại có nguyên size M đúng không? Nâu em còn nguyên size M thôi. 650. Được chị ạ, hàng này em sale 650. Các bác này. Đấy chị ạ, các chị nhìn hàng này. Em còn size M màu nâu quá chị nhá. Phao xịn màu nâu size M ạ. Phao xịn nâu size M kèm số điện thoại ạ. Không còn. Nếu mà còn thì đã gọi rồi. Chị gì ơi, chị Thoa ơi. Đây các chị này. Màu nâu ạ. Chị Hoa ơi, đang treo ở đây thấy. Không, không thiếu màu. Thiếu mất một màu. Thiếu được. Để đâu ấy nhở? Cái mẫu đẹp khinh, đẹp lắm ấy. Hôm qua ở đây này, treo ở khu này này. Không, chị vừa nhắc ở đây rồi, cái mẫu khác. Không, cái bộ B15 mà. Bộ B15 này chị em vào chút màu nâu lên đơn ạ. Màu nào cũng đẹp mà, tại vì cái bảng màu của nó hàng cao cấp ấy. Cái màu nó chầm chầm rất là xinh luôn các chị nhá. Mã hàng lên cho em là gì? Mã này các bác lên cho em là gì? Áo gì là mã gì ạ? Phao xịn màu nâu nhá. 50-55 cân em chốt. 50 cân đến 55 cân em chốt đơn hàng. Các chị nhìn cho em màu nâu của nó luôn này. Màu nâu của nó luôn. Tốt nhất là uống buổi sáng thì tiên ạ. Nói chung là một ngày uống một ngày hai lần. Thấy chưa? Nhưng mà chị toàn uống ngày lần. Toàn uống có một ngày một lần thôi. Pha xịn màu đen size M rồi ok. Nâu 53 cân vừa nhá. Dưới 55 cân em chốt. Con này size M cho em ạ. Em còn size M, nâu size M. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em mình chốt các chị này. Xịn đét này đẹp luôn các chị này. Em bảo rồi, giá này lấy đâu ra. Các chị nhập buôn cũng không bao giờ có luôn. Các chị nhá, mà hàng loại 1 luôn các chị ạ. Tiếc cái loại có mũ đâu. Loại có mũ là bên kia. Còn mấy cả. Lên một mẫu có mũ nữa các chị nhá. Em lên một con mũ nữa nhá. Size S, có size S không chị? Ôi, đa số là còn size S thôi em ơi. Đa số còn size S thôi ý. Hầu như là cái màu B là size S này. Màu đen là có size S này. Đấy chứ ạ, màu vàng là size S này. Nâu còn SM này, cái hàng có mũ này. Ui em tiếc lắm, em bán giá này em tiếc lắm. Có loại có mũ, có loại không có mũ. Bây giờ các chị chốt mã nào thì em gửi mã đấy thôi. Cái này màu nâu em có. Chị lấy cho em con khác đi. Con này sẽ ép em mặc chật đây này. Thì lấy cho em con M đi. Con này lấy cho em con M đi. Đây con này hàng có mũ cho em. Phao xịn ngắn là 650. Mã này các chị comment cho em là mã. Mã gì? Phao mũ 1 nhá. Phao mũ 1 em còn nâu của size S và size M. Đó, 40 cân đến tầm khoảng là 54 cân đổ về em chốt đơn. 40 cân, 54 cân đổ về. Em tặng nốt 650.000. Được chưa? Mình nhanh tay mình có đơn ạ. Mũ này tháo rồi được cho em các chị nhá. Mã này các chị comment cho em phao gì chị? Phao mũ 1. Phao mũ 1 ạ. Phao mũ 1 cộng số điện thoại cho em ạ. Tại vì nó có 2, 3 mẫu có mũ. À, 2 mẫu có mũ đúng không? 1 này. 2 mẫu có mũ. Đó,
Mã này các chị còn phao mũ 1 nhá các chị nhá. Nâu của size S và size M 40 cân đến 54 cân. Xịn dài giờ chỉ còn nâu thôi. Phao mũ 1 cho em màu nâu ạ. Phao mũ 1 màu nâu ạ. Phao 1 màu gì chị Hoa? Đỏ, nó có hai màu thôi. Đỏ, nâu với đỏ cho em. Đỏ chị để trước mặt em, đỏ đâu nhé. Đây, đỏ còn size S à? Đỏ em còn size S nhá. Chị Quyên Hoàng comment mã hàng cho em đi. Con Nguyên Nguyên nâu mờ, ngày mai mình không nhớ mã là mình cũng không chốt được đơn ấy. Nên em phải có lên mã đúng hàng, đúng mã nhưng chứ nhà em nó mới dám nhặt, nó không dám nhặt linh tinh cho các chị đâu. Ê chị này, em còn một cái màu đỏ size S này. Còn một cái màu đỏ size S. Chị nào vừa chốt luôn con màu đỏ size S các chị mình dưới ạ, 48 cân ạ, không có size L, chị ơi hết size L rồi. Hết size L rồi. Chị nhá. Chị đét đèn đẹp luôn. 650 sale luôn ạ, giảm giá cực nhanh luôn các bác. Đây size S các chị tầm 48 cân. Tầm 48 cân đổ về thôi. Các chị này. 40 48 cân em mặc kích này. Đấy em 54 cân em mặc hơi bị kích nhá. À, màu đỏ size S chị nào chút có phải là phao phao mũ 1 cho em màu đỏ size S. Phao mũ 1 màu đỏ size S ạ. Chốt các chị tầm khoảng là 48 cân đổ về nhá. Còn mỗi một chiếc duy nhất. Để cho em còn đúng một chiếc duy nhất cho em. Màu đỏ bên ngoài nó đẹp lắm, nó không bị chói trên line đâu. Màu đỏ bên ngoài màu rất là sang luôn. Muốn mua mà toàn size nhỏ, giờ này nó còn đủ size số thì em mà bán giá này được thì có mà. Thì em để sang năm em bán luôn. Thề luôn chị ạ, tại vì nếu mà đủ size đủ số ạ, sang năm em vẫn bán các chị là 1,4-1,5 triệu. Tại vì giá nhập của con này rất là cao luôn, bây giờ toàn bộ em xả lỗ rồi. Mượn con này luôn. Đó là cái mẫu này đấy. Phải không? À không, không. Mẫu này mẫu khác này. Mẫu này mẫu khác. Mẫu này của nó, à con này sẽ S này. Đấy, đen thì còn một con E, hai con S. Mã này chỉ là phao mũ 2 nhá. Phao mũ 2 cho em màu đen size S này. Hai con S, một con L. Hai con size S, một con size L màu đen á. Hai con size S, một con size L màu đen. Đứa nào nghe máy của một chị đi. Trang, Trang ơi. À, cho hàng cầm máy của chị này. Không còn nhiều đâu, mỗi mẫu nó còn có vài cái thôi. S dưới tầm 48 cân là các chị mặc vừa đẹp nhất. Tại vì là các chị phao, các chị nên mặc rộng rộng cho em một tí. Đừng nên mặc nó ôm sát quá. Còn cái bàn này con rồi. Còn 3 chiếc đúng không? 2 cái S, 1 cái L đúng không? À, phao này là phao mũ 2, size S màu đen và size L màu đen. Size L các chị tầm khoảng là 54 cân đến tầm khoảng 57 cân. 54 cân đến 57 cân các chị gọi là phao mũ 2 kèm số điện thoại ạ. À. Em sản luôn các chị là 650. Con này em xem lúc các chị là 650 này. Còn 3 cái màu đen. Để cho em nó còn 3 cái màu đen luôn. Đẹp lắm các chị này. Màu đen. Mã này phao xịn, à phao mũ 2 chị nhá. Mã này em đánh là mã thứ 2 ấy. Là phao mũ 2 cộng số điện thoại cho em. Em giả các chị nốt là 650 nhá các chị nhá. 1,5 triệu xem các chị là 650. Phao mũ 2 kèm số điện thoại ạ. Đen còn đúng 3 chiếc này. Màu be còn 1 chiếc này. Này chị ơi, bán cho nó em đỡ phải cất đi thôi, chứ còn sang năm thì nhập cao thì bán cao đúng không ạ? Nói chung là tùy cứ theo, tại vì là những cái hàng này nhá các chị nhá, năm sau nó vẫn có cái mẫu này luôn. Chứ không bao giờ nó bị chạy theo mốt. Shop này toàn bán áo đẹp thôi à, mình đã mua áo kiểu như thế này rồi đó, em cảm ơn chị nhá. Chắc chưa, chị các chị đang có đúng các chị đang mua con này bên ngoài 1,6-1,5 triệu đúng không? 1,5-1,6 triệu, con này size L này. Màu be của size L, ôi dồi bác nào vớt luôn con này này. Phao mũ 2 màu be của size L. Phao mũ 2 màu be của size L cộng số điện thoại ạ. Size L các chị nhá. Đẹp chưa? Size L các chị tầm 57 cân đổ về. 54 cân đến 57 cân đổ về em chốt đơn. 54 đến 57 cân ạ. Phao mũ 2 màu be size L. Còn đúng một chiếc này. Này chị ơi. Ừ bỏ đấy. Đấy, mỗi thứ nó còn một cái, em lười cất đi lắm. Đây, con này cũng size L luôn này. À, size M, màu nâu size M. UK6 là size M. Rồi, hôm nay nhận được phao zip rồi, đẹp tuyệt vời. Chị em cảm ơn chị nhá. Đây các chị này, phao mũ 2 cho em ạ. Màu nâu size M. Nâu size M các chị tầm 50-55 cân. Nâu size M tầm 50 cân. Nói chung em bảo cho các chị luôn ý, có size nào vừa thì mình chốt luôn. Tại vì hàng này không có ở đâu. Không có, năm sau là giá nó sẽ là tầm giữa khoảng tầm 1,4-1,5 triệu. Đó. Bây giờ là giá này em xả nó là lẻ size lẻ số rồi ạ. Đúng một chiếc ạ, màu nâu của size M. 50 đến 55 cân.
Đó, phao mũ 2 màu nâu size M chị nhá. Các chị có may đúng hộ em rồi á. Phao mũ 2 màu nâu của size M, các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. B size L, không còn đâu, có mỗi một cái đâu các bác ơi. Đây còn một chiếc màu đỏ này. Ơ nhở, còn cái Hà. Mình ra đây mình ngồi mình nghe điện thoại của chị cái. Nó chán rồi. Không chị ơi, không nghe điện thoại đâu. Nghe còn đợi cọc. Máy của chị cọc tiền đây này. Số điện thoại này. Nó lười thế nhở. Sợ thì nói không đứa nào nó chịu nghe máy. Điện thoại của chúng nó có rồi nó không thèm. Trang rồi chị bảo. Mày ra đây. Đây. Mai chị mua kẹo cho nhé. Con này size S, màu đỏ size S này. Thôi để cho nó chốt hết đơn hôm kia. Còn một đơn màu đỏ size S thôi, để ngày mai nhân viên em gọi nhé. Để cho chốt hết cho nó gọi kia. Chốt xong đơn của hôm kia đã. Quá chị. Đây màu đỏ size S này. Màu đỏ size S của phao mũ 2. Size S các chị tầm 48 cân đổ về, 48 49 cân. Phao mũ 2 màu đỏ ạ, đẹp tuyệt, em cảm ơn nhá. Phao mũ 2 màu đỏ của size S. Chị nào vừa cái đỏ size S các chị lấy luôn này, còn đúng một chiếc duy nhất. Còn đúng một chiếc duy nhất cho em ạ. Phao mũ 2 cộng số điện thoại cho em mình lên đơn. Tiếp đi chị ơi. Lấy cái bộ làm. Lấy lên áo phông đi. Thôi. Hết rồi. Còn mỗi mấy cái đây làm gì em có nhiều đâu. Lên mà để đi. Hả? Polo rồi này. Tiếp theo polo cho em. Màu đẹp màu xanh. Ôi giời, màu đẹp như này. Rồi em lên tiếp phông polo nhá các chị này. Ôi sao nhiều màu thế. Cho mà nhiều màu thế. Toàn màu đẹp thế. Này về thêm đó. Áo này bao nhiêu à? Cái phao xịn dáng ngắn là 650, em sale 650. Dáng dài tí nữa để em nghĩ đó. Mình sẽ để em nghĩ xem em có nên bán dáng dài không, tại vì nó cũng chỉ còn màu nâu thôi. Phao không mũ em bán từ lúc nãy rồi chị Hằng ơi. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là KT3 nhá chị nhá. KT3 kèm số điện thoại cho em ạ. KT3 cách số điện thoại cho em mình chốt đơn. Đẹp lắm các chị này. Em bảo thật luôn ạ, bác nào mặc những cái dòng phông này các bác chỉ có nghiện trở lên thôi. Mặc chỉ có nghiện trở lên thôi ạ, hàng nó quá đỉnh luôn các chị nhá. Mà lại các chị lên làm cho em là KT mấy chị? KT3 đúng không? KT3 cách số điện thoại cho em. Ơ sao mà em lại ưa cái màu xanh này thế nhỉ? Đấy, sao mà em ưa cái màu xanh này quá các bác ơi ạ. Mà lại các chị lên đơn hàng cho em là. Chị cảm thấy cái thời tiết nó tự dưng nó khô khô hẳn luôn không? Ừ. Chị đi thấy nó khô không nhìn đúng lại đâu. Ừ, nó ướt bây giờ tự dưng nó khô đúng không? Ôi em chán cái gì hết, nó nồm không là nó ẩm mốc chán rồi. Mình bật điện bóng thì nó nóng. Không biết được. Khô bản đây chị đi khô này đúng không? Khô này. Mã hàng trên là KT3. Chị Hương Lê ơi, em bảo này, tại vì là những cái hàng phao này thì em không còn số lượng nhiều. Nếu mà còn số lượng nhiều thì em bán từ lúc ở trong vụ ấy, nó có đủ size đủ số. Còn bây giờ các chị thấy không ạ? Có mỗi thứ nó còn 1-2 chiếc ấy thì chị chốt được có chị không? Chứ không phải là em bán cái giá này là chị nào cũng chốt được. Đó, mình hoan hỉ cho em nhá. Chứ còn là em nhập vào giá nó cao, em nhập vào toàn hơn 1 triệu một cái, bây giờ em bán có 650. Cho nên là chị mình cũng hoan hỉ cho em ạ. Đừng có bảo là chị chốt không được, chị ơi. Đấy, những cái mã hàng phông này em có số lượng này, đủ size số em mới mề bù thêm ạ. Lên bộ rồi Loan ạ. À thế à, từ từ để em tí nhá. Mã này các chị coi mày là KT3, 139.000 ạ. 40 cân đến 62 cân đổ về ạ. 40 cân đến 62 cân đổ với em chốt đơn. Em đang có màu xanh nhé chị này. Màu xanh ạ, tông màu trắng này. Tông màu đỏ này. Đấy chứ ạ, toàn bộ logo theo cho em hết này. Đấy chứ ạ, tông màu hồng cho em ạ. KT3, 139 một áo ạ. 40 đến 62 cân đổ về nhá. KT3 cho em ạ, tông màu đen. Và KT3 cho em ạ, tông màu vàng. Các chị chọn màu chọn size cho em ạ. Đơn hàng em vẫn đang chốt đơn tối kia nhé. Em vẫn đang có chốt đơn chị Thùy Linh ạ. Đấy, tự dưng ạ, nhân viên cứ ngày dụng một vài đứa. Nó F0 ấy, Covid ấy. Nên là nó nhà em cứ bị quá tải ý. Mà không lên thì các chị lại giục, các chị lại điện vào em ơi, tối lên bán đi để chị dồn đơn. Đấy, khách hàng cứ điện ấy. 7 giờ khách hàng đã điện, em ơi tối nay có like không để chị đợi, để chị chờ, để chị xem like của em. Có chị thì bảo em ơi chị phải xem like của em chị mới ngủ được. Thôi ạ, lên ít lên nhiều, lên nhiều thì em cứ lên tầm khoảng 2 tiếng nhá các chị nhá, lên tầm khoảng 2 tiếng. Lên 2 tiếng đúng không? Rồi chị Vương Anh ạ, chị Hồ Thị Hoan ok em chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Thị Thiệp ok em lên đơn ạ. KT3 các chị chọn màu chọn size đây. Em thử các chị xem cái màu vàng của nó cũng xinh này. Màu vàng có hàng không chị nhỉ? Chị ơi không có XL đâu. Đây các chị này, toàn bộ hàng polo xịn xò luôn. Toàn bộ hàng polo xịn các chị mình luôn ạ. 139.000.
áo mặc bên trong em không còn nữa, em hết rồi. Chị Châu Lê rồi, ok. Các chị có để ý điện thoại ấy. Với lại các chị ơi, em bảo này, các chị cứ ghi cái tờ giấy đi. Cứ ghi tờ giấy để cho mình nhớ cái mã. Lúc nào nhân viên thì em gọi phát là các chị là không nhớ thì các chị mình nhìn vào cái tờ giấy cho em. Lúc nào các chị cũng chốt được. Là lần đầu mua hàng Ngài Loan chất ok. Em cảm ơn chị nhá. À thế là chị Hương Lê. Quần Q3 á? Quần Q3 nhà em hết lâu rồi mà. Đúng không? Lâu lắm em không lên cái mã quần Q3 đâu. Cái đợt sau nhà em về nó là Q12 với Q13. Với lại là mã quần Q4, mã quần Q1. Chứ lâu lắm em có bán quần Q3 đâu. Thế các chị này, màu vàng bên ngoài nó vàng đậm hơn. Màu vàng bên ngoài của nó là màu vàng đậm hơn cho em ạ. 139 một áo chị nhá. Mã hàng chị là KT3 và kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn ạ. KT3 kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn là 139.000 đồng một áo. Chị Đỗ Kim Tuyến ok. Từ từ các chị ơi, các chị để ngày mai các chị gọi vào số của em nhá. Em đang live này, các chị cứ gọi điện đến liên tục đấy chị này. Các chị thấy không? Như chị máy nhà em các chị gọi liên tục luôn. Hải Phòng đi đơn rồi chị ơi. À Vĩnh Phúc đi được đơn này. À, Chí Linh Hải Dương em nhận đơn rồi nhá. Xin thông báo lại tin vui các bác là Chí Linh Hải Dương em nhận được đơn hàng rồi. Hải Phòng cũng bắt đầu nhận đơn đúng không? Chưa. Nhưng mà Chí Linh Hải Dương hôm nay là bên Viettel báo nhận đơn đúng không? Ừ, Chí Linh Hải Dương nhận đơn rồi các chị nhá. Chị nào đang ở Chí Linh Hải Dương hôm nay cứ vào đặt thoải mái cho em. Các chị ơi em nhận đơn rồi. Thoải mái luôn ạ. Vĩnh Phúc nhận được cho em ơi. Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc nhận đơn đúng không? Vĩnh Phúc nhận đơn rồi này. Vĩnh Phúc nhận đơn ạ. Chí Linh Hải Dương nhận đơn. À, còn Hải Phòng thì để em xem lại nhá. Hải Phòng để em xem lại đã. Đợi em tí em lên đồ bộ nhá. Đồ bộ hôm nay về nhiều mẫu xinh lắm. Nào xem cái gì ngon bổ rẻ cho các chị trước nào. Em xem cái gì ngon bổ rẻ. Các chị ơi lên em ơi anh đặt hàng mà chưa gọi chốc đơn ạ. Ôi dồi nhà em còn đang gọi là đang vơi ở trong đơn hàng của tối hôm kia đấy. Thấy nhá. Nhà em còn đang vơi ở trong bể nước của tối hôm kia rồi. Nhân viên vẫn đang tăng ca. Có màu khác không ạ? Ôi nhiều màu mà chị. Nhiều màu mà. Cho em cái này ra. Đấy, các chị ơi màu vàng cho em ạ. KT3 màu vàng này. KT3 cho em ạ, tông màu đen. KT3 cho em ạ, tông màu hồng ạ. KT3 cho em ạ, tông màu đỏ này. KT3 cho em ạ, tông màu trắng. Và KT3 cho em tông màu xanh. Các chị chọn màu chọn size vừa cho em. Các chị mình chọn màu chọn size vừa. Nhớ lên đúng mã hàng giúp em với. Phông cổ tròn nè, chị ơi. Chị lấy cho em một mã phông cổ tròn đi. Xem là nhà em có cả phông dáng rộng với lại là phông phông dáng ôm này, phông dáng crop top này. Nhiều mã lắm. Có cả áo đá đó chị nhá. Phông cổ tròn đó em một xí em đang lấy mẫu đó. Có cái mẫu mà chữ theo theo ấy, nó có nhiều đấy. Ở ngoài kia kìa. Ở ngoài chỗ đống cao cao, chỗ cái hàm mà hôm trước mà có mấy chỗ mà dồn vào ấy. Phải lấy cái mẫu có màu ghi đấy được. Ở cái tay lên trước đi. Đấy thì. Ừ. Ở dưới này không rồi rồi. Đưa đây, chị đưa đây cho em đã. Phanh nữa à. Ôi sao mà nhiều màu vậy. Các bác ơi quá nhiều màu luôn này. Về đi. Đồ bộ á. Ôi dồi, đồ bộ nhà em về rất nhiều luôn. Đợi em tí nhá, em lên dần dần đúng không ạ. Các chị nhìn hàng này. Áo em băng mặc á. Cái hàng này em mặc lâu rồi mà. Cảm ơn chị Niệm Thị Khổng ạ. Thế thì ủng hộ cho em tiếp nhá. Nhận được quần Q13, Q12 rồi ạ. Ô hôm nay mới nhận được á. Cái quần Q12, Q13 em bán lâu rồi mà sao bây giờ mới nhận được nhở. Đấy, đơn hàng đi chậm nhỉ, phông lụa em còn chị Lan Hoàng ơi. Hôm nay có nhiều chị xem lại like đặt phông lụa rất nhiều luôn. Đây chị này, mã này các chị comment là mã đỉnh bẩn. Dạ đỉnh bẩn. Bên lại em về là lên về. Em ơi lên lại mã cũ hay là lên mã mới? Lên mã mới chị ơi, đừng đỉnh. Ờ lỉnh lên đỉnh. Đây mã này cho em là mã V4 nhá. Ok đúng không? Mã hàng cho là mã V4 ạ. Shop mình ở đâu để em qua. Em ở Tuyên Quang chị Hoàn Lê ơi. Bắt đây các chị lên đâu chưa là V4 ạ. ML đúng không? Có X không? Ồ có cả X luôn. Có cả size XL luôn. Mã nào ở chị ấy ơi? Không. Lên áo đá đi em, đợi em một tí nhá. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là mã V4 ạ. Kèm số điện thoại cho em ạ.
V4 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Mã này đủ size dưới 65 cân, 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt. Con này là phông cổ tròn dáng crop top cho em các chị nhá. Thế à chị, cho chị đặt cọc lại 100 á. Chị Hà Sơn Mai Mộc Châu à? À áo nắng ngắn ok lắm ạ. Ok chị Nhung Tùng ạ, tí em lên tiếp nhá. Áo nắng ý, nhiều chị đặt áo nắng mà anh em gọi là đang nợ đơn của khách rất nhiều luôn đây này. Thế tí em vẫn lên các màu đấy cho các chị đặt hàng để em gọi hàng tiếp. Đấy chứ ạ, nếu mà càng đặt số lượng nhiều thì giá lại càng rẻ. Đơn sau mình được rồi mà đơn trước vẫn chưa được à? Đấy nói tùy từng chuyến chị ơi. Mã này cho em là mã V4 nhé chị nhá. V4 cho em 139 nghìn một áo các chị này. Nói chung là cái hàng này của nó là cùng hãng với không có cổ ấy, không có cổ mà hàng mắc đen các chị yêu. Mã hàng cho là mã V4 ạ, cách số điện thoại cho em mình chốt. V4 cộng số điện thoại cho em ạ, từ 40 cân đến 65 cân đổ về, những cái giá này các chị mặc nó rất là gọn người luôn nhá, nó không bị lộ bụng này. Đấy, nhớ là chị nào mà bụng béo bụng to ấy, mà chị nào thấp cũng mặc được và chị nào cao cũng mặc được. Liên mã sản phẩm cho em là V4, cách số điện thoại cho em đang có màu xanh lá này. Tông màu ghi cho em. Đó, tông màu ghi các chị này, chất phông này, mắt lạnh luôn. Tủ nhà chị toàn quần áo nhà em ạ, em cảm ơn chị nhá. Đó các chị nhìn hàng này, V4 cho em ạ, màu này là hồng đất các chị nhá. Màu hồng đất này, V4 cho em ạ, tông màu nâu. V4 cho em ạ, tông màu trắng ạ. V4 cho em ạ, tông màu vàng này. V4 cho em ạ, tông màu đen cộng số điện thoại cho em. Em có 3 size là MLXL ạ. 3 size MLXL các chị lên ngân hàng ạ. Cái hình quả dứa là dứa thêu các chị nhá, dứa thêu tay cho em. Để chạm dứa thêu cho em ạ. V4 ạ, các chị chọn màu chọn size vừa. Dưới 65 cân đổ về ạ. Hả? Các chị đang hỏi đồ bộ ấy kìa. Lên 1-2 mã phông em lên đồ bộ đi chị nhá. V4 đúng không? Đồ bộ nhà em thì lúc nào cũng gọi các chị là rẻ nhất vịnh Bắc Bộ luôn. Áo này là 139.000. Đấy, bây giờ các chị nhập xỉ giá cao hơn nhà em luôn. Nhập xỉ giá cao hơn nhà em luôn. Cái gì khét khét nhỉ? Thật không? Em thấy có mùi khét đấy. Xem ở đâu, xem ổ điện hay cái gì chập điện không? Mấy đứa nào đứng dậy đi nó, chị xem có mùi khét thì nhìn dưới nhà, sao có khói dưới nhà đi lên sao? Em ơi, xuống dưới bếp nhìn được chị xem là có cái gì khét không? Hỏi ông ở bà xem là có cái gì khét ấy. Thấy khói dưới lên mà. Khói phải thở có mùi khét thật không? Bọn mày có ngửi cái gì không? Đang này. Đốt rác. À ừ em đốt rác. Ôi giời ơi, vi rượu quá, con râu bà đốt rác. Con đốt rác vào buổi chiều là quên. Con đốt rác đấy, ở đống rác chắc là nó bay mùi khét ở đây đấy. Ôi bây giờ mới nhớ ra, hỏi chị hỏi em có đốt cái gì không. Em mới nhớ là em đốt rác đấy. Em không nghĩ ra luôn. Mã V4 cho các chị nhá. V4 này, chọn màu ạ, chọn màu cho em này. Đó, nhìn màu cho em rất là nhiều màu luôn. Có một lớp không ạ? Nhớ em năm nay em lại toàn khoác em là khoác hai lớp ấy chị ơi, khoác ngắn hai lớp. À, cảm ơn chị nha, chị Hương Hoàng. Đơn hôm qua mà đi đơn rồi thì hôm nay nhà em không dồn được đơn đâu. Nhà em không thể nào mà bảo người ta chị ơi ạ, quay lại xe để em dồn lại đơn hàng cho khách. Thì đã đơn là đi chuyến tư rồi, người ta sẽ là nhập đơn hàng vào hệ thống rồi, không dồn được nữa. Trừ khi là hàng vẫn đang còn ở nhà em thì mọi người dồn đơn thoải mái. Em ơi, tiện nói thì em bảo luôn, nhà mình thì sau 1 tiếng là không dồn được đơn nữa. Đúng rồi, nhà em ạ, chốt đơn sau 1 tiếng là không dồn được đơn nữa. Tại vì là đơn hàng đã nhập vào máy là đi đơn luôn chị nhá. Chị Tịnh Hùng có, chị Hồ Điệp Lan, chị Nguyễn Thu rồi ok, chốt đơn ạ. Mã sản phẩm lên đơn, cộng số điện thoại cho em và mình chốt đơn hàng ạ. Tiếp theo con này chưa là mã V5. Để chạm mã này lên là mã V5 kèm số điện thoại này. Chất thì nó gọi là nó đã đời như thế này luôn. Để chạm màu cam này, màu nào cũng xinh luôn. Đấy, chiều rõ ràng tay mình cầm bật lửa đi đốt rác. Xong bây giờ, xong là nó bay, bây giờ nó bay cái khói vào nhà. Xong lại bảo sao cái gì nó khét thế, nó chả nhớ ra. Như bị làm sao ấy. Kiểu nhiều việc quá, nó nhiều lúc nó hơi đãng trí. Đấy, các chị này, mã này cho em là mã bao nhiêu mình? V5, 40 cân đến 65 cân. Mã hàng là V5 đúng không? 3 size. V5, 3 size MLXL. V5 cho em 3 size MLX, các chị lên đơn hàng cho là V5 kèm số điện thoại chị nhá.
Chị nhận áo rồi, đẹp quá, em cảm ơn chị Quang Đinh nhá. Em cảm ơn chị ạ. Mã hàng lên cho là mã V5 cộng số điện thoại ạ. Áo có cổ V3 bao nhiêu tiền? Có cổ V3. Có cổ V3 là 155.000 chị nhá. Mã này cho là mã V5 các chị ơi ạ. Màu xanh cho em này, tông màu vàng này, thấy chưa? Tông màu đỏ này. Đó, tông màu em mặc là màu trắng nhá. Chữ toàn bộ là chữ theo hết. Chữ theo hết cho em ạ. Bộ lụa hiện tại em chưa về hàng chị ơi. Tại vì là đợt này hàng lụa nhập vào đắt lắm. Mấy hôm nữa em săn được lô gọi là nó gọi là nó rẻ hơn một chút thì em ôm. Chứ bây giờ tại cái thời điểm bây giờ là bộ lụa đang lên giá rất là cao luôn. Ví dụ như cái phông này này, em ôm đợt đầu nước rẻ ấy, từ lúc mà thời tiết nó đang lạnh ấy, còn bây giờ thì giá nó rất là cao luôn. Và bây giờ các chị đang mua giá tầm khoảng 230-250 luôn các chị nhá. Mã này cho là mã V5 139.000, V4 cũng 139, V5 cũng 139 cho em. V5 cho em màu này, màu cam đậm các chị này, màu bên ngoài của nó sẽ là màu cam đậm nhá. Chữ thêu ạ. Dưới 65 cân em chốt. V5 màu đen này. V5 cho em ạ, màu đỏ này. Dòng mắc đen cho em đấy, dòng mắc đen. V5 ạ, cho em tông màu vàng. Đó, V5 màu vàng em có 3 size MLXL. Và V5 cho em màu xanh lá. V5 cho em màu xanh lá. Nhà em vẫn đang gọi chốt chị Mì Chẩu ơi. Nhà em đang gọi chốt đơn, mình thông cảm nhé. V5 kèm theo số điện thoại cho em là mình lên đơn. Rồi em lên đồ bộ đây các chị này. Các bác bắn gọi là liên hoàn cướp cho em mã này luôn. Em vừa mới về lúc chiều nay. Đấy, hôm qua bắt đầu nợ đơn, bắt đầu là nợ đơn của khách rồi. Hôm nay bắt đầu là về đủ để trả hàng cho khách luôn. Em bảo rồi ạ, nó cứ phải xuất sắc như này. Đấy chứ, nó cứ phải xuất sắc như này luôn các chị nhìn hàng này. Đó, mã này các chị comment là bộ B15 nhá. Bác nào chưa chốt được các bác nhanh tay. Chị Dung Lê comment lại mã hàng đi. Mã V nhá chị nhá, mã V. Phải vũ 1 hay mũ 2? Nhưng mà phải là có 2 1 hay mũ 2? Sao mũ 2 sao mũ 1? À, mũ 2 à? Mũ 2 bên này đấy, cho nên này chữ không? Biết chữ không? Mũ 2 bên này. Ui chị ơi, đóng cái cửa cho em cái. Kéo cái cửa này xuống. Đây này, đây trong này. Sẽ đâu đi đâu hàng. Đấy là đi đâu. Đây ạ, bộ này chưa là bộ B15 nhá các chị nhá. Không biết là có chị nào nhận được bộ này nhà em chưa. Nó cứ phải gọi là xuất sắc luôn. B15 em mặc là màu này là màu xanh lá chị nhá. Xanh lá này. Đây là tông màu xanh than cho em. Tông màu thứ hai là tông màu xanh than này. B15 màu này em gọi là màu nâu á chị nhá. Màu nâu cho em này. B15 cho em ạ, tông màu này là tông màu đỏ chị nhá. Màu đỏ này. B15 cho em ạ, tông màu đen. Đó, B15 cho em ạ, tông màu đen cộng số điện thoại cho em. Mã hàng cho là bộ B15. Em có size số các chị từ khoảng là 45 cân đến tầm 65 cân đổ về ạ. 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt luôn các chị nhìn bộ này. Rất là đẹp luôn ạ, chất u mì ạ, co giãn 4 chiều. Đấy. Chất u mì nó đẹp, nó mát như thế này luôn các chị ơi ạ. Mã hàng lên đơn hàng cho là bộ B15 nhá. Lên bộ 207 đi ạ. Rồi, B207 có mẫu ở đây chưa nhỉ? Có. B15 ạ. 229.000 một bộ. 207 cọc cái dài kìa. Người ta đang bảo là Loan ơi ạ, bán giá cao lên đi. Chuyến sau về giá nó cao hơn đấy. Nhưng mà thôi em cứ bảo là thôi cứ chuyến nào mình nhập được giá nó được rẻ thì mình bán rẻ, giá đợt sau nhập cao hơn thì mình dán cao hơn. Đấy chứ, nó tùy thời điểm. Đấy, người ta đang bảo là em ơi em tăng giá lên đi. Thì chị ạ, bán thế này được sao em nhập giá cao thì em bán kiểu gì? Em bảo là thôi ạ, em cứ nhập được chuyến nào được rẻ thì em bán rẻ thôi. Còn chuyến nào em nhập cao hơn thì em sẽ bán ra giá cao hơn. Các chị nhá, chuyến đầu tiên ạ, chất nó vừa rẻ, vừa đẹp luôn ạ, vừa rẻ luôn các chị ơi. Các chị tranh thủ lấy hàng đợt đầu các chị này. Bộ trên là bộ B15 ạ, em mặc màu xanh lá chị nhá. Các chị nhìn viền quần này, rất là xinh luôn. Chất u mì, chất nó mát lắm các chị ạ. Tiếp theo các chị lên cho em ạ, chọn cho em ạ tông màu vàng các chị nhá. Màu này em gọi là tông màu đen đi. Màu này gọi là màu đen. Đấy, bần thân bên dưới màu đen như này ạ. Đen pha vàng ạ. Đen pha vàng và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn các chị này. Cái khóa của nó cũng đẹp cơ. Toàn bộ của nó là bộ hãng cho em. Toàn bộ là bộ hãng cho em như này ạ. Bộ trên là bộ B15 nhá. Phông cổ tròn đợi em tí. Em cứ lên xem kẽ nhá. Lên cả bộ, lên cả phông cổ tròn có cổ phông đá các kiểu luôn. Tí em lên xem kẽ các chị mình lấy dồn đơn. Đây các chị này, màu đen gọi là màu đen nhá. Đen pha vàng này. Xả hôm qua hết rồi. Đấy chị yêu. Bộ B15 cho em ạ, 229.000. Một bộ hãng cho em ạ. Giá niêm yết tại công ty của nó là 495.000.
495. Em bảo rồi ạ. Giá em ôm được giá đẹp các bác luôn ạ. Em tặng các chị 229 đồng cả bộ nhá. Cả áo phông này các chị này, và quần. Cả áo cả quần như này, cả bộ này một set đẹp này luôn ạ. Áo màu nào viền màu đấy. Thấy chưa ạ? Đây các chị này. Đấy chứ ạ, cứ áo màu nào viền quần màu đấy cho em ạ. Lên đơn hàng chứ là bộ B15 ạ, cộng số điện thoại ạ, là mình chốt đơn. Chị Diệu Hoa đặt lại, à đặt tiếp cho em đi chị. Tại vì là đơn hôm qua nhà em còn chưa chốt ấy. Đơn nhà em qua nhà em còn chưa chốt. Alo, cái kệ điện thoại đâu chị ơi? Kệ điện thoại em nay về thêm đúng không? Không, 3 ngày xong vẫn chưa nhận được đơn đâu chị ạ. Em cũng muốn bán lắm ấy chị ơi. Nhưng mà bây giờ cái đơn vị chuyển phát người ta không nhận. Thì em cũng biết báo với khách như thế thôi. Chứ bây giờ em vẫn cố nhận đơn cho khách, mà đến bưu cục người ta lại đẩy lại hàng về, lại phải mất thời gian báo lại cho khách hàng ấy. Chứ em lên live muốn bán hàng cực kỳ luôn. Đứa nào nó trộm kệ điện thoại của chị không? Hôm qua nó nắc lên rồi. À thôi, em lấy về cho thằng Tôm rồi. Ta đấm như mày. Lấy cái nắc không nắc lười lắm. Em lấy về cho thằng Tôm nó dùng rồi. Đây, cái gì đẩy em ra, mình đem lên một bát đấy. Chị lắc nhanh không? Đó, đi lắc rồi. Cảm ơn hồ, nó mọc đuôi. Chất u mì chị ạ. Màu này em mặc màu vàng nhá, B15 màu vàng ạ. Tiếp theo cho em ạ, B15 cho em là màu màu đỏ này các chị này. B15 cho em màu đỏ. Đây là màu đen nhá, đen pha vàng này. Được chưa ạ, đen, đỏ nó sẽ pha đen như này. Chị Phạm Thị Thu Dung ơi, cho em số điện thoại nhá. Chị ơi em bảo này, nhân viên nhà em nó không được ngơi mồm một tí nào đâu. Được chưa? Em thuê nhân viên đến làm ấy, không để cho các bạn ấy ngồi chơi đâu ạ. Nhân viên em gọi điện gọi là hết công suất luôn đấy. Đến cái thời gian mà nó ngồi, nó uống nước nó còn phải tranh thủ ấy. Nhân viên em đến lúc cái thời gian nó ăn cơm mới uống nước nó còn phải tranh thủ ấy. Chứ làm gì có thời gian mà ngồi chơi mà không chốt đơn nó khách đâu. Thế là các chị gọi ạ, các chị đợi điện thoại của em với nhá. Tại vì đợt này nhân viên nhà em nó Covid thì nó đang nhân viên nhà em đang thiếu nhân viên. Thì nhà em sẽ gọi là chốt đơn lần lượt. Nó sẽ hơi chậm hơn so với ngày thường, nhưng em sẽ cố gắng là gọi điện hết nhá chị nhá. Đây các chị chọn cho em ạ, tông màu vàng này. Tiếp theo màu đỏ cho em này. Em mặc các màu các chị xem luôn. B chị ơi, mã B là mã bộ ấy. Bộ nhà em đánh mã B hết. Chị hàng phủng dã man. Bộ em mặc là 229.000. Đây bộ hãng này các chị này, em like là em gửi các chị hàng như thế, nhận hàng kiểm tra hàng trước cho em. Dưới 65 cân đổ về ạ. Thế chạm dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Màu nào cũng xinh luôn các chị ạ, màu nào cũng đẹp luôn. B15 ạ, chị Nguyễn Thị Nhung ạ, chị Hương Phạm có ạ, Nguyễn Thị Đồng. Em bảo thật các chị luôn là các chị mình cứ nhận hàng, các chị mình bóc hàng kiểm tra trước cho em. Đừng có phải ngại ngần gì cả. Đấy, mình mua hàng mình phải được kiểm tra hàng, nhỡ đâu nó gửi cho mình cái rẻ rách mình nhận hàng ạ. Lại ngồi khóc chị ơi. Đúng không ạ? Mua hàng online mình phải được kiểm tra hàng cho em. Đúng là mẫu mặc trên live ạ, chất đẹp mình lấy. Đấy, không như mẫu quảng cáo, ra một đằng gửi một nẻo mình trả lại. Như thế cho gọi là ok song xanh nhất luôn. B64 để em tí ạ. Nó là quần dạng ống đứng chị ạ, nó không phải là bo gấu đâu. Đây này, nó không phải dáng bo gấu đâu. Nó dễ mặc lắm luôn ý. Ủa đấy các chị mặc nào, đi làm đi chơi các chị gọi là buổi sáng đưa con đi học này, xong là chợ búa các kiểu luôn, nó rất là đẹp luôn. Ok chị yêu Còi Vân. À, loại gối nhà em còn, gối nhà em còn. Em bảo là chị Nông Thị Hiển nhá. Nếu như mình kiểm tra hàng ấy, hàng nhà em gửi đúng mẫu. Để chưa? Đúng size số mình đặt, nhưng mà mình không thích mình gửi tiền ship. Như thế gọi là nhà, gọi nhà em thoải mái nhất luôn. Cái nhiều chị ở đến nơi ạ, đặt chơi đến nơi ạ, bỏ ra xem, có nghĩa là đặt rất là nhiều shop luôn ạ. Bưu tá người ta báo thế, đặt rất là nhiều shop, nhưng mà 3 năm nay ạ chưa hề nhận một đơn nào. Cứ gọi là đến đặt chơi đấy, shop nào cũng đặt đấy, shop nào cũng đặt luôn. Bưu tá người ta nói thế em biết thế đấy chị nhá. Đây màu nâu này, thế luôn cái màu này em gọi là chị ơi, vải hàng mùa hè nó sẽ là không dày quá đâu, nó không dày cồng cộp đâu chị ạ. Dày quá nó nóng nhưng mà cái chất nó rất là đanh luôn. Nghỉ hè cho chị xin một chân nhân viên. Được chị Diệu Hoa ơi, em thề luôn. Chị có dám lên nhà em không? Để chị, chị có dám lên nhà em không? Nhân viên nhà em nó đi làm vì đam mê thôi. Có nghĩa là một tháng ví dụ được 5 triệu thì nó chỉ lấy về được có khoảng 2 triệu rưỡi 3 triệu thôi. Còn đâu là nó vô cái nào. Em thì em còn không dám bán nhân viên luôn ấy. Chỉ sợ cuối tháng nó không có tiền lương. Mày lại lấy hả? Mày ở tháng này em không được lấy lương.
Có nghĩa là nhân viên thì em cứ thích cái gì là nó bảo chị Loan đây ghi sổ, chị Loan đây ghi sổ cho em. Cuối tháng thanh toán tiền lương trừ ạ, còn đúng 2 triệu bạc mà lương 5 triệu. Đấy. Thế là lần sau em ơi, thôi đừng mua nữa, mua ít thôi. Mày mua nhiều thế cuối tháng lại sót tiền, hoặc mày mua mày giả luôn tiền mặt đi. Để cuối tháng mình lấy lương về. Không một lúc bố mẹ bảo đi làm cả tháng lại chả thấy mang về đồng nào. Con mua hết quần áo rồi. Đấy nhân viên ấy, em còn không dám bán luôn, không dám bán nhiều ấy. Đây màu nâu này, các chị ơi, cái năm nay có cái màu nâu xinh lắm. Lấy cho em cái bộ 207 luôn nhá. 207 đấy đâu, 207 B207. Thấy chưa, cái bộ dưới cùng cái kìa. Đấy, bộ 07 khác và bộ B207 khác. Bộ chất lượng tuyệt vời ạ. Mắt dù em cảm ơn chị Bắc nhá. Đây này, cái màu này em còn ít thôi, cho nên em không dám lên đầu tiên. Em không dám lên đầu tiên đấy chị này. Năm nay nó có cái màu nâu rất là xinh luôn ạ. Nâu pha vàng nhá. Còn cái phần giữa giữa nó sẽ pha điểm cho em một chút màu be. Và cái logo này, logo theo cho em ạ. Toàn bộ hàng hãng như này. Cổ bọc viền ạ. Đấy chạy, cổ bọc viền cho em rất là xinh luôn. Bộ này lên cho là bộ B15 màu nâu nhá. Em lười lắm chị ạ. Nguyên quần áo ấy em đã gọi là đau hết cả đầu rồi. Không thời gian mà bán cả giày dép đâu. Đúng vậy, mình mua nhiều hàng ở Face rồi, họ like thì đẹp, đúng rồi, họ like thì đẹp, tại vì là họ bán ạ, like đúng như mẫu ở trên like là nó là hàng hãng. Nhưng mà khi gửi các chị nó sẽ là gửi cho các chị những cái hàng của gia công lại thôi. Đấy, chất nó nhão và nó xấu lắm. Thế mình nhận hàng ạ, chị ơi cho em xem, cho khách hàng xem tem túi của nó luôn. Đấy, ừ cái bộ Sahana này. Bộ đấy là bộ gì đấy? B16 còn, bộ này là bộ B15. Đứa nào ném chị? Chị ạ, bộ này là bộ B15 ạ. Nếu em làm chỗ chị chắc cũng không còn tiền lương mua đồ hết. Rồi em cảm ơn chị. Nói chung là nhiều khi là đợt trước thì em thích mua quần áo lắm. Nhưng mà kiểu bây giờ mình cứ nhìn quần áo mãi nó cũng cảm thấy nó bình thường chị ạ. Em nhìn thấy nhiều quần áo em cũng cảm thấy bình thường. Nhưng mà kiểu gì một tháng ạ, một mình cũng dành cho tầm quần là chục bộ. Đấy bỏ ra mặc. Cái màu nâu này các chị này, các chị nhìn hàng của nó luôn nhá. Live stream thế nào em gửi các chị như thế. Đấy mình được bóc ra kiểm tra trước. Mình được mua hàng mình được kiểm tra trước cơ mà các chị. Mình không phải lo gì luôn. Lên mã hàng cho em là bộ B15 các chị nhá. Đây màu xanh than này. B15 màu xanh than kèm số điện thoại ạ. 229 nghìn một bộ ạ. Đây màu xanh than cho em. B15 229 cộng số điện thoại cho em. Bộ này là bộ B15. Bộ B15 229. Đấy, 229 nghìn đồng cho em. Lên chuẩn mã hàng và cộng theo số điện thoại ạ. B64 đỏ với nâu á. Hôm nay nó về được màu màu xanh. Màu xanh với tông màu đen của cái bộ B64 để em tí em lên. Nó đánh từ size L đi lên các chị nhá. Từ size L, 1XL, 2XL, nó không có size M bộ này đâu. Bộ này không đánh size M. Nó sẽ có là LXL, 2XL ạ. 229 nghìn chị gái ơi. Đây màu xanh than cho em này. Chị ạ, màu này là màu xanh than ạ. Lên mã hàng cho em là B15 màu than đấy các chị nhá. Than pha vàng. Đó, than pha vàng, các chị nhìn cái màu của nó rất là đẹp luôn. Than pha vàng lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Chị Xuyến Vương ok, chị Nguyễn Quế ok, mình chốt đơn đấy các chị này. Cái này gọi là đang các cháu là đang dịch giã này, là thường là học trực tuyến. Đấy chị ạ. Học online ấy. Chị nhận được pack K215 tri ân đúng ngày sinh nhật chị. Cảm ơn shop em Loan nhé. Ôi thế à, sinh nhật chị à chị. Chúc chị sinh nhật vui vẻ nha chị Thanh Thảo ơi. Thế là đúng vào dịp nhận hàng đúng vào hôm sinh nhật phải không? Em cảm ơn chị yêu rất là nhiều. Đây chị này, đây là cái giá đỡ điện thoại ấy. Các chị comment là kệ điện thoại và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. Đây là một cái kệ cho em như này ạ, cho các con ạ. Học online. Đấy, để điện thoại như này cho em này. Lên mã hàng cho em là gì ạ? Kệ điện thoại cộng số điện thoại ạ. Là mình chốt đơn hàng. Được chưa? Thôi em bảo rồi, cái này là gần như là em về em tặng cho các cháu. Được chưa? Về gần như là giá kỷ niệm của các cháu mình. Hoặc là mình xem phim ấy, mình khỏi phải cầm điện thoại như này. Thay vì thế ạ, mình để cho em như này ạ. Chỉnh cho em thoải mái luôn. Được chưa? Chỉnh cao chỉnh thấp cho em thoải mái ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là kệ điện thoại cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Em tặng các chị nhà mình là 25.000 một cái nhá. 25.000 một cái.
Thì chị ạ, về mình lắp cho em ạ. Về mình lắp cho em ạ. Chỉnh cao, nói chung là chỉnh cao chỉnh thấp được này. Thì chị ạ, xoay cho em được này. Mã hàng cho em là kệ điện thoại ạ. Em tặng các chị ạ 25.000 một chiếc. 25.000 đồng một chiếc ạ. Ok chưa các chị? Đơn hôm qua nhà em còn chưa chốt rồi nhá. Chưa tí nào. Đơn hôm qua nhà em chưa chốt tí nào luôn. Thế các chị ơi. Ngày hôm nay hết bay rồi đúng không? Hôm nay lại phải về thêm này. Ôi giời, Quỳnh xinh gái à? Thế là Quỳnh chốt đơn cho chị à? Các bác ơi, em tặng các chị mình kệ điện thoại luôn ạ, 25.000 nhá chị nhá. Lên đơn hàng luôn cho em ạ, tại vì hôm nay khách hàng cứ lấy mấy cái một ý, vừa cho bố mẹ vừa cho con. Để cho con thì học online, bố mẹ thì xem ạ, gọi là cầm điện thoại đỡ phải cầm tay này. Tại vì mình cầm một lúc nó mỏi ý, mình cứ để này cho em. Lên mã hàng cho là kệ điện thoại và kèm với số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Giá các chị ngày hôm nay là 25.000 một cái. 25.000 một cái kệ điện thoại ạ. Ok chưa ạ? Kỷ niệm nhá các chị nhá. Hôm qua có chị và chị mua 125.000, à chồng chị mua 125.000 à. Thôi kệ, đúng không ạ? Em bảo rồi ạ. Cái này là giá gọi là em cứ về em kèm đơn đi. Để chặn tiện thì kèm đơn cho các bác luôn. Ý cái này các bác mua ngoài giá cũng không rẻ nữa chị nhá. 25.000 một chiếc. 25.000 đồng một chiếc ạ, cái hộp của nó đâu chị? 25.000 đồng. Một cái kệ điện thoại cho em ạ. Đâu đưa cả hộp đây cho em nào. Một cái kệ điện thoại cho em bên này 25.000. Ngày mai các chị lấy kèm đơn nhá. Kèm đơn hàng luôn. Hoặc chị nào đi đơn, nhà em sẽ đi đơn từ hai cái. Nhà em sẽ đi đơn lẻ từ hai cái. Hoặc chị nào có đơn hàng các chị lấy kèm một cái cũng được. Nếu mà không có đơn quần áo thì các chị lấy hai cái cho em. Thôi các chị lấy đi kèm cho đỡ. Đây chị này. Mua một cái thì ship bác hơn. Đấy. Nếu mà các chị đi mua một cái trên line này cộng cái ship vào thì cũng thành ngoại trường bằng giá thị trường bán. À cũng không bằng nhưng mà thôi các chị ơi, các chị cứ đi kèm đơn hàng cho em ạ. Về các chị lắp vào nhá. Thế chị ạ, về các chị lắp vào cho em ạ, 25.000 một chiếc ạ. Cứ 25.000 một cái. Vừa bán vừa kỷ niệm với các bác luôn ạ, 25.000 đồng ạ. Lên mã sản phẩm cho là kệ điện thoại cộng số điện thoại ạ. Hôm nay các chị em thấy luôn, có chị lấy về còn các chị còn để bán cơ mà. Lấy về để bán lẻ đấy. Lấy về bán lẻ mà các chị đang mua ngoài là bao nhiêu tiền một cái? 150.000 đồng hai cái đúng không? Thế ta bán lẻ các chị 150.000 hai cái đấy. Được chưa? Em tặng các chị mình 25.000 một chiếc. 25.000 một chiếc ạ. Các chị mình lên đơn hàng kèm số điện thoại nhá. Rồi em lên bộ B64 đợi em một tí. Chị ơi chuẩn bị cho em bộ B207 đi, cho các chị một bộ mã lỡ cho các chị giá rẻ rẻ. Sao em để đấy? B64 đây, bộ B ấy đây. Đây bộ này này. Ừ. Được chưa? Bộ này cho em. Ối giời ơi, lại ối giời ơi rồi cái bộ này. Có số lượng không? Các chị ơi, em lên bộ lỡ nhá chị nhá. Em lên bộ lỡ của hàng HH cho em này. Em lên bộ lỡ của hàng HH cho các chị nhìn hàng của nó luôn nhá. Ngày mai các chị nào có đơn hàng các chị cứ lấy thêm kệ điện thoại ạ. Hôm nay em về số lượng các chị mình cứ thoải mái. Em chỉ được lãi các chị mấy nghìn một cái thôi. Không lãi nhiều. Bên ngoài ta cứ một gấp đôi gấp ba nhưng mà em bảo rồi ạ. Em về gọi xin các chị một tí tiền cước xe thôi. Em bán kèm đơn nữa các chị yêu nhá. Bộ em mặc có bán chị. Bộ em mặc là 229.000. Bộ B15 cho là 229.000 đồng ạ. Chị mua hai cái rồi ok, ngày mai các chị lấy bao nhiêu cái các chị cứ báo nhân viên cho em nhá. Đơn chiều qua chốt đi rồi chị ơi, nhà em cứ chốt đơn ạ, một tiếng sau là máy nhập đơn đi đơn luôn. Đây các chị này, bộ này chính là bộ B207 ạ. B207 kèm số điện thoại ạ. Bộ này em có size là MLXL đúng không? MLXL ạ. Các chị biết không? Cái hàng này em ôm ở sale nhá chị nhá. Hàng này em ôm sale. Các chị nhìn hàng của nó luôn này. Giá cũ của nó ấy, nó rơi khoảng tầm là 385.000. Được chưa? Nếu mà để mà em nói bên ngoài các chị mua rẻ nhất là 350. Rẻ là tầm khoảng là 320, 350 một bộ ạ. Em tặng các chị ạ, bộ B207 là 169.000. Kệ điện thoại 25.000 một cái chị ơi. Kệ điện thoại là 25.000 một cái. Các chị ơi em đang có màu xanh các chị nhá, màu xanh này. Màu xanh lá các chị nhá, xanh lá này. Tông màu thứ hai là tông màu đen này. Tông màu thứ ba cho em là tông màu nâu. Tông màu thứ tư cho em ạ là tông màu cam. Tông màu thứ năm cho em là tông màu đỏ ạ. Kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn. Em có size số các chị từ 45 cân đến 65 cân đổ về.
45 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. Mã hàng cho em là bộ B207 đúng không? 207. B207 cộng số điện thoại ạ. Em kỷ niệm các chị muốn mã bộ này chị nhá. 169.000 ạ. Chất u mì nó đẹp long lanh luôn, các chị nhìn hàng của nó luôn này. 169.000 đồng cho một bộ ạ. Đấy, 169.000 đồng các chị mình lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Áo bao gấu và quần đó là quần lỡ chị nhá. Áo bao gấu và quần lỡ cho em 169 ạ. B207 đúng không? Chuẩn chưa? B207. Ôi dồi ôi, mình chọn màu mình chọn sai cho em. Mình chọn màu mình chọn sai vừa cho em các chị này. Bộ quần lỡ. Bộ quần lỡ cho em. Chị Duyên Đào ok. Chị Nguyễn Thị Hòa chốt đơn ạ. B207 cách số điện thoại ạ. Chị Phạm Thúy ạ. Chị Tâm Linh rồi ok. Các chị ơi chọn màu cho em thoải mái. Chị ơi 70 cân thì không vừa mã này nhá. 70 cân thì tí em sẽ lên cái bộ Quảng Châu size to. Chị Kim Thoa rồi ok các chị ơi ạ. Toàn bộ các chị nhìn hàng của nó luôn này. Đấy chưa ạ? Thời trang bộ đồ cao cấp này. Em vừa được giá hãng sale á chị nhá. Em vừa được sale của hãng luôn. Đấy, chất vải đặc biệt ạ, thoáng mát lại co giãn tốt, không xù không nhầu và đẹp và sang trọng ạ. Đấy chưa ạ? Theo tiêu chuẩn ISO ạ, nhãn hàng đã đăng ký ạ, thương hiệu bản quyền. Các chị nhìn hàng của nó luôn này. Mã cho em là bộ B207 ạ, chọn màu chọn size vừa cho em. Đó, mình chọn màu chọn size vừa ạ. Rồi trên 10 lít hiện tại em đang hết hàng chị ơi. Chị Nhàn Tô ạ, rồi ạ, ba bộ chị Bình Lê có ba bộ đen nâu dồn đơn, chị Lê Hải ok, chị Oanh Dương ok, em chốt đơn ạ. 45 cân đến 65 cân đổ về. Các chị nhá. Từ 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. 169.000 đồng một bộ, em bao giá các chị mình luôn, không có màu hồng chị ơi, bộ này thì không có hồng. Rồi các chị ơi ạ, nhìn cho em thử các chị xem cái tông màu cam nhá. Áo trắng em mặc à? Áo trắng nào? Chị sẽ áo trắng nào? Nên tiếp bộ nào đây chị chuẩn bị? Bộ 64 kìa. Đây. Các chị mình ơi, nó đẹp như thế này luôn. Giá này ở đâu có đúng không? Giá này ở đâu có. Bộ đùi có chị ơi, bộ đùi bây giờ em chỉ còn màu đen của size XL là chủ yếu thôi. Đây màu cam nhá, cam nó là cam đậm, cam đất ấy. Nên chị nào cái dáng này dáng bo gấu, chị nào bụng to nó không lộ bụng này. Bụng to mà không lộ bụng luôn. B207 em có 3 size là M, L, XL. 3 size M, L, XL nó có màu nâu xinh nhá các chị nhá. Năm nay nó có cái màu nâu đẹp lắm. Màu mới. Cái trạng màu mới là mỗi năm không có này. Đấy, đều có giá code của nó luôn ạ. Các chị về check code cho em. Check mã code cho em, các chị biết là giá hãng người ta bán bao tiền. Hàng này em ôm sale các chị nhá. Ôm được giá sale ạ. Cái đường kim mũi chỉ nó sắc nét như thế này luôn này. Để chạm đường kim mũi chỉ nó sắc nét như này luôn. Mã hàng cho là bộ B207 ạ. Chọn màu chọn sai. Thế là chị buôn, thế thì chắc điện thoại của nó có vấn đề rồi. Chứ tự dưng nhân viên em đang chốt đơn không bao giờ dám tắt đi cả. Không bao giờ. À. Nhưng mà không phải cái điện thoại của chị hôm nay nó hết tiền bụp cái, nhưng chị gọi lại ngay, không phải chị của chị. Thế á? À? Ừ. Hết tiền bụp cái. Màu nào cũng đẹp đúng không? Bộ dài nữa đi rồi ok. Em lên ngay. Cái bộ bao gấu nhá. Cái bộ 64 ấy. À, chị Ngân Đặng lên cho là kiểm tra đơn hàng và kèm cho số điện thoại cho em. Kiểm tra đơn và kèm số điện thoại cho em là nhân viên thì em đã có bạn kiểm tra đơn cho chị luôn. Đây ạ, màu đỏ này. B207 màu đỏ, em bảo rồi cái màu nào ưng luôn. Màu nào mặc đẹp ưng. Cái này là thêu cho em nhá. Cái chữ này chữ thêu ạ. Chị Vũ Như Thủy ạ. Chị đang bảo bộ B83 nhà em xấu đúng không? Chị đưa cái bộ B83 của em cái. B83 ấy, nhà mình còn nào? Còn đấy nhìn hàng. B83. Đây này. Đây này cái bộ có cổ ấy. Bộ 083 ấy. Hình như nó ở ngoài cùng nó có 4 màu kìa, ngoài cùng đấy. Đấy đấy đấy. Ôi giời, ôi đấy đấy. Đấy tay chị cầm nó bộ B83 đây. Ừ, chị nào nhận được bộ B83 các chị vào cho em xem chị cái feedback cho nào. Đây đúng không? Chị đang bảo bộ này xấu đúng không? Chị đang bảo bộ này xấu phải không? Đây ạ, chị nào nhận được bộ này cho em xin một cái phản hồi với. Chị nào nhận được cái bộ B83 các chị vào cho em xin một cái feedback với ạ. Tại vì hàng này của nó hàng đợt đầu. Hàng đợt đầu ạ, chất nó như thế này, đẹp như thế này luôn. Rồi em qua mẫu của cái bộ 207 nhá. Có cả màu đen ấy, B207 có màu đen, từ từ em lên bộ 83 các chị mình xem luôn. Tại vì 1.000 khách hàng ạ, chị nào nhận được cũng khen. Nhưng em bán nhiều cũng không phải bán ít đâu chị ạ, nhưng em bán rất là nhiều luôn ấy. Chủ yếu chạy bộ. Chủ yếu là nhà em chạy bộ hàng hè đấy. Mùa hè em chạy bộ với áo phông. Mà nhà em bán ạ, số lượng của nó mỗi một lần lên live nhà em bán ít nhất là tầm khoảng 500 đến 700 bộ. Mà khách hàng đặt rất là nhiều luôn, chứ không phải là mua hàng em một lần mà những em mới bán. Đấy, thì em bán những cái hãng này ạ.
năm nọ qua năm kia mùa đông em bán hàng giấy tay, còn mùa hè em bán hàng cộc tay. Để tí em lên các chị xem ạ, chị nào nhận được cái đồ bộ B83 các chị vào cho em xin một cái fact. Quần như thế nào xấu? Chị ơi quần mỗi người mỗi ý à? Đây ạ. Quần như thế nào là xấu ạ chị? Nó xấu như thế nào? Được chưa? Như thế nào mới vừa ý à chị? Đấy mặc thử các chị xem luôn nhá. Chị bảo đang là một quần thì quá xấu đúng không? Đây em mặc thử nguyên cái quần cho các chị xem luôn nhá. Được chưa? Em mặc thử nguyên cái quần cho các chị xem này. Được chưa? Chị đang bảo là quần thì quá xấu. Em không biết là quá xấu như thế nào là quá xấu à chị? Thế các chị nhìn đường kim mũi chỉ của nó luôn. Chị nào các chị vào đã nhận được bộ B83 các chị vào cho em xin một cái feedback với. Được chưa? Các chị vào cho em xin một cái feedback ạ. Tại vì nhà em bán ví dụ như 1.000 chị thì 99 chị chê ấy, thì em phải xem lại. Chứ còn thực ra nhà em bán ạ, nó không biết là từ cái hôm em về hàng em bán là bao nhiêu nghìn bộ rồi. Chỉ có mỗi mình chị bảo là cái quần này nó quá xấu thôi. Em đang mặc nguyên cái quần của nó nhá. Đây, rú vào chỗ nào. Đấy chưa, các chị nhìn thấy không? Đây, em mặc nguyên quần của nó đây. Em đang mặc nguyên quần của nó đấy, em chưa mặc áo lên đâu. Mà cái bụng em nó to lắm nhá. Cái bụng em to lắm này, mặc lên nó gọn. Đúng không? Bụng em là dạo này nó hơi béo bụng. Dạo này hơi tốt bụng quá. Thôi chị ạ. Thôi kệ. Chị nào ok thì mua. Thật sự các bác thế, chứ còn để vừa ý 1.000 người mà vừa ý cả 1.000 người ý. Được chưa? Thì em thực sự luôn ạ, có những người gọi là kỹ quá. Đấy, các chị nhìn hàng này. Bộ của nó là bộ hàng của Sana các chị nhá. Bộ này là hàng của Asana các chị này. Cái hàng này thực sự luôn ạ, kể cả hàng đông đến hàng hè. Kể cả hàng đông, em bán hàng mùa đông là hàng giấy tay của cái bộ chữ Hoang này này. Nó là hàng giấy tay. Em không biết thế nào nhưng em mặc lên đã chả rúng tí nào. Các chị nhìn hàng này, mặc lên chả rúng tí nào luôn. Đây áo đây ạ. Mông căng đét. Thôi ạ, à, thôi, thì em bán hàng nhá. Em bán hàng cái bộ này bộ B83 đúng không? 229.000. Đáng nghĩa này. Đấy nhá. Đáng nghĩa là bộ này em đang định để, tại vì bộ này đang lên giá này. Em đang, hôm nay em còn chưa định bán bộ này đâu. Bộ này hiện tại giá, hôm nay em hỏi đang tăng giá này. Em còn đang lẻ sai, đang thiếu sai. Em đang đợi về bù hàng nhưng cái bộ này đang lên giá. Các chị nhá. Hôm trước mình đang bán bao tiền rồi? Tự dưng mình đi giảm giá xong rồi bây giờ đang khó nói thế này. Hôm trước đang bán 250 xong rồi sau em sale là 229. Nhưng mà đợt hôm qua em hỏi đang báo tăng giá thế này. Chị đang muốn mua bộ nữ à? Mã này các chị coi là bộ B83 nhá. B83 cho em màu xanh này. B83 cho em mặt tông màu đỏ. B83 cho em mặt tông màu vàng này. B83 cho em mặt tông màu tím. Cộng số điện thoại cho em 229.000 ạ, khẩu trang em còn. Khẩu trang em còn, các chị nhìn hàng của nó luôn này. Ok, cho em có đủ size là M đến 2XL cho em ạ. Từ các chị là 43 cân nhá, 43 cân đến 65 cân. Áo bên trong em mặc em hết rồi ạ. Từ 43 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. Lên mã lên đơn và kèm ra số điện thoại cho em ạ. Không biết nhặt gộp á. Thế là chị An Lê đặt 4 mã đều đi kèm số điện thoại mà mỗi mã không biết được mỗi mã. À thế à? Thế thì lần sau
nhìn cái mã hàng ấy, xong nhặt gộp đơn để đỡ tiền ship. Chứ bây giờ nếu mà ví dụ đi đơn rồi thì không gộp được đơn ấy. Em cũng biết, tại vì em mặc thì nó căng như thế này cơ mà. Thực ra bông em cũng nhỏ, không to nhá. Đó, chị Liên Nguyễn ok, Trần Phượng ok, chốt đơn ạ, xanh này. Màu tím thì cũng xin thử các chị xem màu tím luôn. Không biết là màu tím có đủ size không. Tại vì là hàng này em bán cả mùa đông rồi, bây giờ lại chuyển sang mùa hè là cộc tay. Còn mùa đông nó là dài tay cơ. Mùa đông nó là dài tay, mùa hè em bán cộc tay đây này. Chứ không phải bây giờ mới bán cái mã này đâu. Nếu mà đẹp thì em mới lấy hàng chứ. Hôm kia chị nhận 250, hôm nay em giảm các chị 229.000 ý. Hôm nọ chị lấy đỏ, mặc đỏ rồi, hôm nay cho chị bộ màu hồng. Ok chị Nga Lê, comment là bộ B83 cho em. Đây chị này, màu này hồng tím với chị nhá. Hồng tím thì cái viền quần nó là màu tím. Viền quần nó là màu tím nữa các chị này. Áo màu nào thì viền quần màu đấy. Cứ áo màu nào viền quần màu đấy cho em. Nhà mình không còn cái bộ nào dài tay nhỉ. Thôi ạ, chị nào cảm thấy hợp nhà em ạ, cảm thấy gọi là chất lượng ok thì mình mua. Rồi sau là trở về chất xấu thì thôi ạ, mình mua chỗ khác cũng được. Mình mua chỗ khác cũng được. Đây chị này màu tím này, hồng tím cho em. Đấy, trời lạnh thì mình kéo cao cái khóa lên cho em như này. Kéo cao cái khóa lên cho em. Các chị nhá, lên mã hàng, cộng số điện thoại cho em là mình chốt đơn ạ. Giá các chị ngày hôm nay sẽ là 229.000. Còn chuyến sau về tăng giá thì em sẽ báo giá hơn nhé chị nhá. Còn chuyến này thì em hiện tại xem là ngày mai các chị xem lại size số nó còn như nào thì mình chốt. Đấy. Đây màu đỏ đây. MLXL 2XL đủ size. Nói chung là cơ bản chắc là size số nó vẫn đều. Chắc size số nó vẫn đều. Chị lấy cho em cái gối đây, tặng khách luôn. Bỏ loại gối đi, xem còn loại gối không. Cái gối Muji. Thế em lên bộ 64 chị ơi, bộ 64 đợi em tí. Bộ bo gấu Quảng Châu đợi em xíu chị ơi. Đây các chị này. Màu này màu đỏ cho em nhá. Màu đỏ là áo đỏ quần đen viền quần màu đỏ theo màu áo. Chị Thanh Lê có ạ. Chị Bảy Nguyễn chưa được nhận được đơn hay như nào chị. Lấy gối hẹn hút ép chân không đi. Cho đợi em tí em lên đủ màu luôn. Gối xe ép chân không này. Đây màu vàng luôn này, màu vàng nhá, vàng pha đen. Đấy, đỏ pha đen này, hồng hồng tím pha đen và màu xanh pha đen. Thì các em cứ gọi theo cái màu ở trên cái cổ áo ấy. Đấy chứ ạ. Em, Chí Linh Hải Dương nhận được rồi chị Phương ơi, hôm nay đặt tè đến ten đi. Đấy, cho Võ Công đặt nhá. Bao nhiêu hôm là không được chốt đơn của Chí Linh rồi, hôm nay nhận được đơn rồi đấy các chị. Chị Trưởng Thủy rồi, ok, B83 màu xanh màu đỏ ạ. Không bán nguyên áo. Cả bộ bây giờ chị lại hỏi em là có bán nguyên áo không, làm sao em bán được tiếp quần, em bán kiểu gì. Người ta ra bộ đồ bộ thì bán cả bộ chứ. Nếu mà mua nguyên áo thì chị mua cái áo phông có cổ ấy. Nhưng em có cả áo phông có cổ mà. À Hải Phòng không chốt thì xem nhờ nhé. Ok chị nghĩ á. Xong rồi Hải Phòng ấy lâu không nhận được đơn ấy nhở. Chưa, mãi đã nhận được. Hải Phòng lâu không nhận được đơn ấy nhở. Bao em bao nhiêu khách Hải Phòng đấy. Hải Phòng em tiếc lắm ấy, tại vì khách Hải Phòng em nhiều lắm. Mà khách xỉu cũng nhiều, khách buôn cũng nhiều, mà khách lẻ cũng nhiều. Đây màu vàng B83 các chị nhá. B83 cho em ạ, tông màu vàng kèm số điện thoại ạ. Bộ quần tròn quần dài nhưng em bây giờ còn cái bộ bộ B85 thôi chị ơi. Còn cái bộ B85 ấy nó có nhiều màu đấy. Đấy, chị nhìn cho em tông màu vàng này. Màu vàng nó sẽ là pha bên dưới màu đen hết các nhá. Còn mỗi cái cổ áo ấy và cái phần tay áo cho em nó sẽ là màu vàng ạ. Lên mã hàng cho em là bộ B83 màu vàng cùng số điện thoại ạ. B83 màu vàng và kèm cái số điện thoại cho em ạ. Giá các chị ngày hôm nay sẽ là gì? 229.000. Chị Phạm Thùy ơi lên số điện thoại cho em nhá. Chị Lan Anh rồi ok em chốt đơn ạ. Quần cũng chất u mì cho em. Quần u mì ạ. Hàng của nó là toàn bộ hàng u mì cho em ạ. Tại vì từ năm ngoái năm nay thì em bán hàng u mì hết rồi. Chứ năm vừa rồi ạ, kể cả hàng đông lẫn hàng nghề nhưng em không bán hàng cốt tông nữa. Chất nó sướng, co giãn thoải mái. Quần này là quần dài. Chị Đỗ Dung đấy em tí nhá. Chị ơi lấy em bộ bo gấu đi, bộ gấu hàng Cindy nhá. Lên bộ bo gấu và cái cho nó sướng nào. Em lên bộ xanh lạ. Đây, các chị ơi ạ. Hôm nay về được bộ B64 các chị cứ thoải mái cho em. Vậy lên chị xem nào, lên cái gì hả chị? Đây các chị này. Hôm nay nhà em về bù các chị tranh tẩu đi tay cho em ạ. Quần bo gấu này, bộ này là bộ B64 ạ.
Ok kìa. Ok kìa. Ở bàn ấy. Mày cứ phi thẳng ở đấy. Ai làm gì? Giày tao quá đỉnh luôn. Đây B64. Trời ơi, em không còn phao chấn chám nữa đâu, em còn mỗi tí thôi. Nhà em có làm gì có nước rửa bát ở chị Nguyễn Điểm. Chị có nhầm không? Đây chị này, bộ này chính là bộ B64 và kèm theo số điện thoại chị nhá. Con này đi giày thể thao lại gọi là chất như nước cất luôn. Hôm trước em về còn không kịp trả cho khách luôn này, hôm nay về hàng nợ đơn của khách 2 ngày hôm nay rồi. Màu có màu hôm nay về được đa số là màu đen với lại trong màu xanh đúng không? Bộ này bộ B64. Không giống nhau đâu chị Su Ngô nhá. B15 làm sao giống bộ B83 được. Bộ này cái bộ màu xanh. Xanh bạn nào? Đẹp nhở, cái màu mới. Bộ này sẽ là bộ B64, hàng của Sydney. Trời ơi các chị này. Bộ này sẽ là áo bo gấu, quần bo gấu. Cho các chị từ 43 cân đến tầm 62-63 cân đổ về. 43 đến 62, 63 cân đổ với em chốt đơn. Mã bộ lên đơn chính là bộ B64 các chị nhá. Bộ đùi đấy em tí. Có cả bộ sắt lách nữa. Chị Trần Van ok chốt bộ B83. Chị Hà Dương có đơn hàng ạ. Mã lên đơn cộng số điện thoại trên các chị chốt này. Chị ơi màu đâu? Đây đâu? Đây màu đỏ đô này. Em mặc là màu xanh nhá. Màu xanh năm nay các chị nhìn hàng của nó luôn này. Chất toàn bộ chất u mì cho em. Mã hàng cho là bộ B64. Em có 3 size là M, L, XL. Chốt các chị từ 43 cân đến tầm 63 cân đổ về. Quần sẽ là quần bo gấu. Quần là quần bo gấu cho em này. Có chun các chị nhá. Có chun dây rút cho em như này ạ. Kiểu dáng thể thao. Chữ của nó toàn bộ chữ thêu ạ. Chị ơi nhà em vẫn đang chốt đơn đấy. Bộ B202 nhà em vẫn đang còn hàng. Chị Toa Thanh nhá. Thì em sẽ lên sau. Bộ này các chị có vẻ là B64 em có màu xanh này. Màu đỏ đô. Đấy chị ạ, màu đỏ đô cho em ạ. Tông màu đen ạ. Chị ơi lấy của em áo chống nắng đi. Và tông màu nâu. Rồi ôi những cái bộ này nếu mà nó là cái mác hàng Quảng Châu ấy thì nó khoảng tầm là 700-800 nghìn. Đấy chứ? Nhưng mà hàng này của nó sẽ là hàng Sydney, hàng công ty cho em ạ. Chất lượng của nó gọi là không có gì gọi là nó khác nhiều so với lại là cái hàng gì. Đúng rồi, quá chắc luôn. Chị ơi ạ, bộ này em tặng các chị ạ, 269 nghìn. Rẻ quá mức độ luôn. Mà chất nó đẹp và nó mướt tay như này. Các chị nhá, 269 nghìn đồng cho một bộ, các chị nhìn hàng của nó luôn. Đó, B64 ạ. Màu em mặc màu xanh nhé, xanh của nó xanh đậm đấy. Xanh đậm là cái màu là màu lạ, màu đẹp ấy. Màu mới nhất luôn. Chữ logo, chữ BT là chữ theo này. Đó, lên trên là bộ B64 kèm theo số điện thoại trên là mình lên đơn hàng. Bộ cùng màu áo các chị nhá. Quần áo cùng màu luôn ạ. Chọn màu, chọn size vừa cho em ạ. Em có 3 size là M, L, XL. 3 size M, L, XL, quần bo gấu kiểu dáng thể thao. Quần bo gấu kiểu dáng thể thao cho em ạ. Lên chuẩn mã hàng và kèm theo số điện thoại cho mình chốt đơn ạ. Đẹp quá. Hàng này hôm nay em nợ đơn em thề luôn ấy. Còn không dám nói luôn. Đấy chứ ạ, không dám nói luôn là em nợ đơn của khách. Chiều nay vừa về hàng xong lại trả khách luôn. Vừa về xong trả khách luôn. Đấy chứ ạ, còn bao nhiêu em lên tiếp. Nắng ngắn màu xanh than à. Chị đưa cho em áo nắng đi. Chị ngoại nhung rồi ok. Bộ B64 cho em nhá. Cộng số điện thoại cho em mình lên đơn hàng ạ. Bộ màu ghi tối kia còn không em ạ? Chị có nhớ mã hàng không? À đây gối đây. Gối các chị nhanh tay nhá. Đấy chứ ạ, bán tri ân ạ, bán gọi là tương tác với các bác luôn ạ. Đây cái này bóc ra chị lấy hút chân không bỏ ra cho em rồi. Gối kẻ, gối Muji. Có bộ gấu cái gì? Bo gấu cổ tim không á? À hình như có đấy chị, nhưng mà nó là hàng Quảng Châu thì nó sẽ đắt hơn. Đấy, em thấy cái chất này nó cũng đẹp, nó xịn, không khác gì hàng Quảng Châu mà giá nó vừa tiền.
Đấy, còn bộ như này nhá, hệt như này luôn, hàng Quảng Châu nó sẽ không khoảng 7-800. 7-800 đến 1 triệu một bộ. Đấy, hàng này của nó sẽ là hàng công ty. Em có nào em nói luôn với các chị như thế. Đấy chị này, toàn bộ hàng này hàng của công ty, hãng Sydney cho em. Bộ này là bộ B64 các chị nhá. Cối này các chị lấy kèm đơn hàng luôn cho em này. 99.000 đồng em tặng các chị mình 2 đôi. Giá cũ của nó em đang bán là 85.000 một đôi ạ. Đấy chứ ạ, 85.000 một đôi. Ngày hôm nay em tặng các chị lại 99.000 đồng cho em 2 đôi gối kẻ. Tổng cộng là 4 cái chị nhá. 2 đôi tổng cộng là 4 cái ạ. Gối Muji cho em các chị này. Đây là loại gối. Gối Muji và cộng theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. 99.000 đồng em biếu các chị mình 2 đôi. Các chị comment là gối cộng số điện thoại. B64 là 269. Đấy chị nhá. Gối cách số điện thoại cho em mình lên đơn hàng ạ. 269.000 đồng. À quên. 99.000 đồng một đôi. Một đôi tổng cộng là 4 cái. Một đôi tổng cộng là 4 cái cho em. Các chị lên mã hàng cho em là gối ạ, cộng số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng ạ. 99.000 đồng cho em 2 đôi ạ. À bộ em mặc là 269. Em có 3 size M, L, XL, nó có cái màu xanh lạ lạ đẹp này. Nói chung là cái màu bên ngoài nó xinh lắm. Không biết là các chị nhìn trên like có rõ không? Nếu bác nào có đơn hàng các bác lấy luôn kèm đơn cho em cái gối các chị nhá. Gối này em bán để tương tác thôi. Bán bộ mùa hè, đây bộ mùa hè mà chị. Đây bộ hè mà, hàng cộc tay mùa hè chứ ai mặc mùa đông hàng cộc tay. Gối cho em ạ, gối kẻ các chị nhá. Gối này dùng sướng. Các bác cứ lấy kèm đơn cho em ạ. Giá lẻ này trước là 85-95.000 một đôi đấy. Bây giờ em tặng các chị mình 99.000 đồng 2 đôi cho em. 99.000 đồng 2 đôi gối. Gối kẻ Muji. Không phải là 99.000 một đôi đâu mà. Em tặng các chị một đôi nữa là 2 đôi. Tổng cộng là 4 cái. Tổng cộng là 4 cái cho em. À con kia nhá. Đang chốt đơn mà gọi cho dai nhá. Tao là người yêu vật quá gọi điện tí. Gối 6 đôi à. Em bảo thật luôn, thời tiết nó nồm. Nồm là nó mốc. Mốc meo nhỉ, cái gối nó mốc meo nhìn cũng chán đúng không? Nó hôi, nó vừa hôi vừa mốc, bọn mình thay luôn vỏ loại gối khác cho em. Thì chạy thay luôn loại gối cho em, các chị lên đơn hàng cho em là gối cộng số điện thoại ạ, gối kẻ Muji cho em như này. Các chị này nó phồng như này mà gối như em là gối gọi là gối của nó hơn 1 cân ấy chị nhá, chứ không phải là loại gối rẻ đâu. Thì chạy không phải loại gối rẻ mà mỏng teo teo mà nó nhẹ cân đâu. Đấy, hai đôi như này cho em như này. Tổng cộng là 4 chiếc. Khi mà gửi đi cho các chị là sẽ hút chân không cho nó gọn ấy, cho đỡ cước ấy. Được chưa? 99.000 đồng cho em mà cho mình là hai đôi gối. Tổng cộng là 4 chiếc nhá, 4 cái. Mã hậu cộng số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng. Bộ em mặc là 269.000. Bộ em mặc 269.000. Em thấy luôn ạ, cái gì em cũng muốn bán, muốn lên cho các chị mình. Chị nào chưa chút được nước giặt thì các chị lên đơn kèm đơn hàng luôn cho em. Ok chưa ạ? Chị nào chưa chút được nước giặt thì em các chị cứ lên đơn thoải mái. Hàng em sẵn số lượng các bác luôn. Thì chạy chương trình những bác thoải mái luôn ạ. Đơn tối qua thì nhà em vẫn đang chốt nha chị ơi. Đấy tiện thể một câu đằng nào các chị cũng mất tiền ship rồi ạ. Mình chốt tè đèn ten cho em. Chỉ có phí 30.000 thôi ạ. Mình mua tất cả các sản phẩm nhà em ạ. Mình mua tất cả các sản phẩm nhà em luôn. Chị ơi là chị cho em xin một thùng nước giặt. Dưới chân em ấy. Đấy nguyên thùng đi. Ở đâu nhỉ? Nguyên thùng cho máu luôn. Gấu trúc này, giấy gấu cho em này. Úi. Đi chạy giấy gấu trúc cho em các chị nhá. Để bác nào chưa chút được giấy gấu ạ, nhanh tay. Em còn sót không nhiều đâu. Em còn không nhiều các bác ạ. Lên mã hàng cho em là giấy gấu trúc cộng số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng. Giấy gấu trúc ngày hôm nay em tặng các chị ạ. 99.000 đồng cho em một thùng nhá. Kèm đơn luôn đi. Em bảo thật ạ, tại vì là thi thoảng em làm một chuyến ạ, tri ân khách hàng. Vừa bán vừa tặng các chị luôn. Đấy chứ ạ, vừa bán vừa tặng luôn. Một thùng này sẽ có 30 gói ạ. Khẩu trang em còn chị ơi, khẩu trang em còn. Mã hàng cộng số điện thoại cho là giấy gấu trúc ạ. 99.000 đồng cho em một hộp 30 gói. Nhà em vẫn đang chốt đơn mà. Ừ. Quần đùi để mấy hôm nữa em đang đặt may rồi. Các chị ơi ạ, giấy gấu cho em. Cái này là sẽ không có chất tẩy trắng. Các chị em mình dùng nó tiện. Thế chứ ạ. Và các chị nói chung là nhiều khi là mình ăn thịt gà ấy, nó dùng cái giấy kia nó cứ bị mủn mủn, nó dính vào tay ấy. Mình dùng cái giấy này cho em này, nó dai. Nó dai ấy chị nhá. Và nó không có chất tẩy trắng ấy, nó không độc hại ạ. Lên mã hàng cho em là gì ạ? Giấy gấu cộng số điện thoại em tặng các chị mình hôm nay ạ. 99.000 một thùng.
xin chín thì đóng cho một thùng hẳn 30 gói luôn. Nhà mình dùng ạ. Nhà mình dùng còn lâu mới hết, thực sự luôn ấy. Tại vì là thường khi mà mình đi mua lẻ là 8.000 một gói đúng không? 8.000 một gói, 8 324 là nó sẽ tầm khoảng là 240.000 một thùng này cơ. Nếu như mình mua lẻ. Em tặng các chị mình 99 thì đồng cho em một thùng. Một thùng nghe là 30 gói. Tổng cộng là 30 gói này luôn. Các chị nhá. Giấy gấu trúc cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Bộ em mặc là 269.000. Bộ em mặc là 269 còn giấy gấu là 99 một thùng ạ. 99 thì đồng một thùng giấy gấu trúc cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Hôm nay đứa nào bỏ hết sự đặt vậy em ơi? Hôm nay chị thấy còn... Ờ, thế mà chị không thấy đứa nào nói, chẳng chị cứ tưởng nó hết hàng. Ờ, lúc nãy bố chị xuống xem, bố chị bảo, ơ, còn sữa này sao đứa nào bỏ hết? Đây các chị này, sữa Farmy cho em ạ. Sữa đặc Farmy các chị nhá. Nhân viên nhà em nó, lúc em hỏi thì nó cứ bảo hết hàng cái này. Đây các chị này. Cái mã sữa ấy, sữa đặc ấy. Em còn hình như là còn 2 thùng ạ. Mỗi một thùng của nó là bao nhiêu hộp này nhỉ? Mỗi em chả nhớ luôn một thùng bao nhiêu hộp luôn. Chắc được không nhớ. Không biết là một thùng này bao nhiêu lon. Mỗi một hộp này nó là 1 cân các chị nhá. Sữa đặc của Farmy ạ. Sữa đặc Farmy các chị lên đơn hàng ạ. Hả? Lấy kho không khám phá à? Ừ, lúc nãy bố em rõ này. Bố em bảo còn 2 thùng. Đây các chị nhá, bộ B64 có màu đỏ đô này. Có màu xanh này các chị này, màu đen với tông màu nâu. Đỏ đô đen xanh nâu ạ. Các chị lên đơn hàng ạ. Cái này các chị coi là sữa đặc nhá. Một hộp này 1 cân liền. Một hộp nhé là 1 cân. Ngày hôm nay tặng các chị nốt là 60.000 nhá. Được chưa? Em tặng nốt các chị 60.000 một hộp 1 cân như này ạ. Thơm mà ngậy mà ngon lắm luôn ấy. Chị nào nhận được sữa đặc nhà em chưa? Được chưa? Bác nào nhận được sữa đặc Farmy nhà em nhá các chị này. Lên mã sản phẩm cho em là sữa đặc cộng số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng. 65.000 đồng cho em một hộp. Bình thường nếu chị mình mua ấy, mình mua cái sữa đặc mà ở ngoài quán đúng không? Một hộp của nó chỉ có 380g thôi. Còn đây là hộp nhé là 1 cân. Để cho em tặng các chị 60.000. Đấy, khẩu trang em còn nhé Phạm Tiến Dũng nhá. Cái loại kia là xem nào, hình như là 32.000 một hộp đúng không? 32.000 một hộp và 380g. Còn đây em tặng các chị 60.000 một hộp 1 cân. Đó, nhưng mà em còn sót có 2 thùng thôi. Em còn sót đúng 2 thùng đấy ạ. Các chị lên đơn hàng cho là sữa đặc nhá. Ngày mai chị nào mình có đơn hàng mình lấy kèm theo luôn. Tại vì cái này nó nặng này. Mỗi một hộp là 1 cân luôn. Đó, lên mã sản phẩm cho là sữa đặc cộng số điện thoại này. Cái hộp này em đang dùng dở rồi này. Em ăn gần hết rồi. Để cho em ăn gần hết rồi. Sữa đặc cho em ạ. 60.000 nhá. 60.000 ạ. Đâu chị? Cái ấy đâu? Đây, nước giặt đây. Ôi giời. Nước giặt đây các chị ơi ạ. Mai nước giặt cho em ạ. Hả? Mai chị phải làm 2K. Lấy cái loại cái kìa. Ừ, cái loại này à. Đây. Mai lấy. Chồng hay báo hết xà phòng rồi à. Chồng nói hết xà phòng rồi à. Thế ngày mai làm mấy can nước giặt về. Để chị ngon bổ rẻ sang xịn mịn luôn. Chị đặt sữa nâu không thấy em gái chị xinh đẹp ơi à. Nồi chiên á. Ôi sao hôm nay nhiều chị hỏi em nồi chiên thế nhở. Em thấy lúc em lười bán những cái đồ đấy lắm luôn ấy. Nó đắt xong là vận chuyển nó nhỡ vỡ một cái là không có công luôn. Khổ lắm. Cả lô bán không có lợi, không có lãi một tí nào luôn nếu như bán cái hàng quá gọi là nó đắt như thế. Đấy, vỡ một cái là coi như cả lô đi bán không có công luôn. Các chị này. Các chị lên là mã là sữa nước giặt các chị nhá. Nước giặt kèm số điện thoại cho em ạ. Nước giặt của Ánh Dương. Để chạm nước giặt Labi các chị này. Lên đơn hàng cho là nước giặt và kèm ra số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Một thùng 2 can ạ, mỗi can 3.6 lít. Chị lấy em dầu gội đi chị ơi. Một thùng 2 can, mỗi can là 3.6 lít ạ. Đây em lên mã gì nữa nhỉ? Lên một mã à. Bộ đi. Lên áo nắng, bộ kia. Ừ, áo nắng luôn cho em. Áo gió á. Cái gì muốn lên đâu ạ? Ôi cái gì cũng muốn lên luôn ý. Chị Quan Diễm ok chút sữa đặc này. Em mạo này các chị ơi ạ. Đấy nhà nào các chị về các chị chuẩn bị hết các chị mua luôn nhá các chị nhá. Mua luôn cho em. Các chị lên mã sản phẩm cho em là nước giặt cộng số điện thoại cho em. Một thùng là 2 can ạ. Mỗi can 3.6 lít. Nó siêu đậm đặc luôn và siêu thơm luôn các chị ạ. Đậm đặc và rất là thơm luôn. Em bảo rồi ạ. Cái mã này chị em mình dùng gọi là cứ gọi là siêu tiết kiệm luôn ạ. Cứ phải gọi là siêu tiết kiệm luôn các chị đi này. Mà nó nhiều bọt nó thơm lắm. Mà giặt nó sạch ạ. Các chị nhìn hàng của nó luôn này.
lên đơn hàng cộng số điện thoại cho là nước giặt ạ. Em tặng các chị mình ạ, 159.000 đồng cho một thùng 2 can nhá, một thùng hẳn 2 can luôn, mà giá các chị đang mua ngoài là hơn 200.000 một thùng đấy, 250.000 một thùng chứ không phải là 2 thùng như này đâu đấy. Mã hàng cộng số điện thoại cho là nước giặt ạ. Mua nước giặt của OK em cảm ơn chị, nhà em đang dùng loại này luôn đấy, nhà em đang dùng nước giặt này, nói chung là giặt máy là tiện đấy chứ ạ, giặt máy là tiện. Nhà em không có khẩu trang màu xanh đâu chị ạ, nhà em chỉ có khẩu trang màu trắng thôi. Nước giặt đã 159.000 đồng cho một thùng 2 can liền, mỗi can là 3.6 lít, tổng cộng là một thùng của nó là hơn 7 cân nhé các chị nhá, một thùng là hơn 7 cân các chị này. Nó đặc lắm mà nhà mình dùng nó gọi là nó tiết kiệm ấy, thơm đấy chứ ạ, thơm đặc này, siêu tiết kiệm luôn. Bộ em mặc là bộ gì nhỉ, bộ B64. Nước giặt và kèm số điện thoại cho em 159.000 đồng cho một thùng ạ. Đơn hôm qua nhà em còn chưa chốt hết đơn nước giặt đây này. Đấy chứ ạ, nước giặt cộng số điện thoại cho em ạ, 159.000 một thùng 2 can nhé các chị nhá. 2 can liền không phải 1 can đâu. Mỗi can nhà em là 3.6 lít. Mỗi can 3.6 lít cho em. Ngày nào nhà em cũng đóng đơn nước giặt yêu khách ạ. Thơm dã man luôn. Gọi là thơm dã man luôn. Ơ cái ở đây giấy gấu đây. Không miễn ship đâu chị ơi. Thấy chưa? Cái giá này em bán các chị là không miễn ship đâu ạ. Tại vì là cái nước giặt nó nặng lắm. Nước giặt nó nặng lắm. Có chị còn bảo cho chị mua 20 thùng em mà không bán đi kìa. Tại vì là em bảo thôi các chị cứ lấy 2 thùng, hàng 1-2 thùng trước đi. Để chị ạ, mua về dùng hết lại mua tiếp. Mình cứ lấy kèm đơn của quần áo luôn cho em. Mình cứ lấy luôn kèm đơn quần áo. Đấy các chị về các chị bảo là chốt 20 thùng nước giặt mà em không dám gửi. Tại vì là cước nó nặng quá. Bộ em mặc nói chung là cùng lắm các chị chốt tầm 3 thùng quay đầu lại thôi nhá. Mình mua 3 thùng quay đầu lại thôi. Duyên Tuần Nghĩa cho mình số chốt hàng với số chốt đơn của em ở trên cái ảnh bìa của em ý. Chị Rốt Cao OK này, chị Nguyễn Hòa có này, chị Kumit có này. Bình giữ nhiệt bé em không, nhưng em có bình giữ nhiệt 1.5 lít thôi. Đúng rồi, một thùng 2 can. Một thùng 2 can này 159.000, mỗi can 3.6 lít. Đấy chứ ạ, mỗi can 3.6 lít quần Q4 em lên rồi. Các chị nhá, đây này, giá của nó là hiện tại đang là 250.000. Để chạy giá bán lẻ, giá niêm yết bán lẻ cho em. Đấy, em tặng các chị mình cả thùng, cái giá này là em chạy chương trình. Giá chạy chương trình các bác luôn. Đấy, lên mã sản phẩm cho là nước giặt cộng số điện thoại. Bộ em mặc là 269.000 đồng một bộ. Còn nước giặt là 159.000 đồng cho một thùng 2 can, mỗi can 3.6 lít. Mỗi can 3.6 lít luôn ạ. Đây, dầu gội đây, chị nào vừa hỏi dầu gội bưởi đây. Để cô gửi em con. Gội bưởi hôm nay các chị chốt nhiều quá luôn ấy. Toàn gọi đến điện để chốt thôi. Tại vì là các chị dùng sướng rồi, xong là các chị lại giới thiệu cho mọi người. Đấy. Em ơi, chốt cho chị 2 cặp dầu gội nha. Đấy, cứ em ơi, chốt cho chị 2 cặp cơ. Mỗi lần mua 2 cặp, 2 chai dầu gội hoặc là 2 gội 1 xả. Ừ, 2 gội 1 xả cơ. Nhưng mà thôi các chị, em bảo các chị lấy luôn cả cặp này cho em này. Thì các chị comment là hôm nào có thì em báo chị Hoàng Thúy ơi. Nằm ngắn đi mình ơi. Đấy các chị này, dầu gội bưởi ấy, kích thích mọc tóc. Đấy, chị nào chưa chốt được mã này hôm nay các chị nhanh tay đi nhá. 129.000 đồng cho em 1 cặp. 129.000 một cặp cho em. Các chị lên đơn hàng cho là dầu gội bưởi ạ. Em tặng các chị giá 129.000 nữa chị nhá. Một chai gội, một chai xả. Hoặc các chị lấy 2 dầu gội cũng được mà 2 dầu xả cũng được. Ok chị Hạnh Thúy. Trời ơi, lại còn lấy tự 2 thùng trước lại dùng thử. 2 thùng nó là 4 can đấy nhá. Đấy chứ ạ, 2 thùng nó là 4 can đấy. Mình mua 1 thùng dùng thử đi. Đấy chứ ạ, sau mua gọi là dùng sướng này ok là mình mua tiếp. Chị Lê Hiền ok chốt nước giặt này. Đảm bảo các chị lần sau lại hỏi em lo lấy còn nước giặt không ạ, cho chị lấy thêm. Đấy, đã mua rồi lại quay lại mua tiếp. Nhà em vẫn đang chốt nước giặt, à quên, vẫn đang chốt fix đây. Ôi giời, cửa nào chả dùng được hả chị? Đấy chứ ạ, cửa nào chả dùng được. Cửa đứng dùng được ạ, cửa ngang dùng được. Cửa trước dùng được chị. Nhà em cũng đang dùng máy giặt kiểu cửa ngang cửa trước này. Tại vì nó có cái phần trên là phần đổ nước giặt này, đổ bột giặt vào. Thì nó cũng như kiểu là mình dùng dầu nước xả ấy. Đấy, thay vì thế này là nước giặt cho em. Nếu mà đã dùng sang cái nước giặt này thì chẳng cần phải mất tốn tiền mua ở nước xả vải đâu. Thì nó thơm còn hơn cả nước xả vải rồi ạ. Cái này là kiểu nước giặt 2 trong 1 ấy.
nó vừa gọi là thay gọi là thay luôn cả cả nước xả vải luôn, nó mới thơm lắm. Chị Hoa Lê Lê rồi ạ, dầu gội bưởi 129 một cặp nhá. Chị nào đang tóc rụng nhiều các chị nên dùng cái loại này cho em này. Tóc rụng nhiều, tóc thưa, tóc mỏng ấy, cái này gọi là siêu kích thích mọc tóc luôn. Siêu kích thích mọc tóc luôn ạ. Đơn tối kia nhà em đang gọi chốt chị ơi. Tối kia tối qua vẫn đang gọi chốt đơn. Đấy, từ lúc mà em nhà em dùng cái này, nhà em chả phải mất đồng nào mua nước xả vải. Đấy, tại vì nó nguyên giặt cái nước này đã thơm rồi. Còn vỏ gối cháu con cô Đặng Hòa ơi, vỏ gối cháu còn là màu gì? Màu tím với màu đỏ. Cái vỏ gối nhà cháu đang còn màu tím màu đỏ, chăn em còn nhá, chăn hè em còn. Đây các chị này, cái là giấy ướt. Cái chị ạ, giấy ướt cho em ạ. Các chị liên hàng cho giấy ướt và kèm cho số điện thoại ạ. Bình thường nhá. Thì em gọi là đi xe cổ ấy, tiện nhỡ đường em mua 25.000 với 30.000 một gói. Đấy chị ạ, 25 30.000 một gói này hoặc là 35.000, có chỗ bán 40.000 một gói. Em tặng các chị mình ạ 55.000 ạ, 3 gói. Ok chưa? 55.000 đồng cho em ạ, 3 gói giấy ướt. Đấy chị ạ. 55.000 đồng cho em ạ, 3 gói giấy ướt của Thiên Phúc cho em này. Lên mã sản phẩm cho là giấy ướt và kèm theo số điện thoại ạ. 55.000 em tặng các chị mình 3 gói. 55.000 đồng 3 gói cho em ạ. Các chị mình lấy kèm đơn hàng luôn. Nói chung là những cái này thì nói chung là nhà nào cũng cần đúng không ạ? Nhất là gia đình nào mà có trẻ con ấy. Có trẻ con. Nói chung là cái này nó tiện, ai cũng dùng được, người lớn dùng trẻ con cũng được. Các chị nhá, đây là giấy ướt ạ, cùng số điện thoại mình lấy dồn đơn cho em ạ. 55.000 đồng cho em 3 gói. Chị Cúc Trần có, chị Trần Hiền ok. Nước giặt 159.000 đồng một thùng 2 can ạ. Đây chị ơi, thớt cường lực đây. Thớt cường lực đây 79.000 ạ. Máy đo oxy em hình như là còn sót mấy cái thôi. Máy đo oxy còn sót mấy cái mà em quên mất, em chưa mua pin. Đây chị này, giấy ướt cho em ạ. Chị Cú Mít ok, chút dầu gội này. Giấy ướt 55.000 3 gói chị nhá. Em tặng các chị nốt, tại vì em còn sót có 2 thùng. 2 thùng mỗi thùng là bao nhiêu gói nhỉ? 32 gói. Mỗi thùng có 32 gói. Giấy ướt 55.000 3 gói. 3 gói liền. Nước giặt 159.000 đồng một thùng 2 can. Mỗi can 3 lít 6. Mã này lên cho là thớt cường lực nhá các chị nhá. Thớt cường lực cho em là 79.000 đồng một cái. 79.000 đồng cho em một cái thớt như này ạ. Thớt cường lực các chị lên đơn hàng ạ. Thớt cường lực cộng theo số điện thoại ạ. Giấy ướt. Giấy ướt bao nhiêu tờ á? Ôi em chả xem bao nhiêu tờ đâu. 120 tờ. Để chạm 120 tờ. Đây chị này, 120 tờ. Quá rẻ đúng không? Về bán lẻ 30.000 một gói đúng không? Bán lẻ 30.000 một gói. Em bán combo luôn các chị, 3 gói 55.000. 3 gói 55.000. Thì trần hợp ok. Máy đo oxy. À các chị cứ lên đi, còn mấy cái thôi. Cái máy đo oxy hôm nay thì em cái pin của em hết pin rồi. Em còn quên, em bận quá chưa đi mua. Có em mua về em lắp pin cho các chị xem cái máy đo oxy, máy đo nồng độ oxy cho em trong máu. Máy đo nồng độ oxy ưu tiên các chị nhá. Đây lấy cho em cái đi chị Hoa ơi. Máy đo oxy nồng độ đây. Cái này của em là cái pin hôm đấy em lấy cái pin khiển điều hòa lúc đấy lại hết pin rồi. Thớt cường lực là 79.000 một cái. Mai mình đi mua đôi pin lắp vào cái này hết pin. Mai chị nhớ mai rồi. Nhà chị có không? Hết pin rồi. Đây chị này, một cái máy đo nồng độ oxy trong máu cho em ạ. Suốt ngày chúng nó đo thì hết. Đấy, suốt ngày nhân viên nhà em nó đo. Đấy, cứ một hai hôm, cứ một mỗi hôm lại có đứa nào, có đứa là dụng nó cảm thấy nó khó chịu, một ngày nó đo mấy lần liền. Một ngày nó đo mấy lần liền. Đấy chứ, đứa nào một ngày đo mấy lần ạ. Cái đôi pin em lấy ở cái điều khiển điều hòa rồi nó hết cả pin rồi. Còn quên chưa đi mua. Cái này em tặng các chị luôn này. Kèm đơn các chị mình luôn nhá. Cho các chị giá 69.000 một cái. Chị ơi, em thanh lý các chị giá 69.000 đồng một cái. Nhưng mà em chỉ còn tầm 10 hoặc là 15 cái thôi. 15 cái máy đo nồng độ oxy trong máu. Rất là nhà nào gọi là đang có F0 mà cách đi tại nhà ấy. Được chưa? F0 mà đang cách đi tại nhà các chị nên có một cái này trong nhà. Để mình theo dõi cái chỉ số ạ, chỉ số oxy ở trong máu ấy, một cái nồng độ oxy trong máu mình ấy. Đấy, dưới ạ, dưới khoảng là 94 là mình phải đi bệnh viện luôn. Được chưa? Hoặc là mình phải đi khám luôn chứ mình không để ở nhà được. Còn cái chỉ số mà từ khoảng 94 đến tầm 100 ấy,
94-99 là cái sức khỏe của mình đang hoàn toàn là ổn định, để cho cái nồng độ oxy của mình trong máu là ổn định. Là còn dưới 94 là mình phải theo dõi thường xuyên nữa chị nhá. Mã sản phẩm cho em là máy đo cộng số điện thoại ạ, máy SpO2. Em thanh lý luôn ạ, hình như là còn có 10 hơn 10 cái thôi. Còn sót 10 cái thôi ạ. Em tặng các chị 69.000 một cái. 69.000 đồng cho em một cái máy đo, máy đo SpO2. Được chưa? Máy SpO2 cho em như này ạ, 69.000. Ưu tiên nhá chị nhá, ưu tiên cho bác nào đang gọi là có con nhỏ hoặc là người già, cái trạng người có bệnh nền nhiều ấy. Đó, thì mình đang cách ly tại nhà này. Mình theo dõi cho em. 69.000 ạ, sửa giá hộ em cái. Nó còn hình như là còn có hình như là 12 13 cái đấy. Em còn 12 13 cái chị ơi, em bảo này, mình chỉ lắp pin vào xong là mình ấn nút khởi động thôi. Tại vì cái này có cái mẫu của em nó đang hết pin. Cái mẫu của em lắp pin mà nó hết pin rồi. Tại vì em lấy cái pin cũ của cái điều khiển điều hòa của em ra lắp vào. Em quên đi mua. Đấy, mình về mình lắp pin vào đây cho em này, xong rồi mình ấm nút khởi động này. Thì sau là mình kẹp vào cái đầu ngón tay cái này, ngón tay trỏ này cho em này. Đấy, mình kẹp thì cái máy nó sẽ hiển thị luôn ạ. Một cái ở cái cọc trên ấy, cái cọc trên của nó sẽ là cái nồng độ oxy trong máu, còn bên dưới của nó sẽ là nhịp tim. Được chưa? Nhịp tim thì lúc đấy mình không cần phải xem, nhưng mình chỉ xem cái nồng độ oxy trong máu của mình ấy. Đấy. Nó tiện ạ, mình theo dõi sức khỏe của mình tại nhà luôn ạ. Mình theo dõi sức khỏe tại nhà. Đây là máy đo của số điện thoại cho em ạ, 69.000 đồng em thanh lý các chị ra 69.000 một cái. Kỷ niệm luôn. 69.000. SpO2 chị ơi, nó là cái nồng độ, chỉ số nồng độ oxy trong máu ấy. Nhất là cái thời điểm mà dịch dã như này là mình nên có trong nhà. Các chị nhá, nhất là người nhà mình đang bị là người già, hoặc là người nào đang bị gọi là nhiều bệnh nền ấy, hoặc là trẻ con. Mình theo dõi cho nó thường xuyên luôn ấy, bọn trẻ con ấy. Chị Võ Liên ạ, chị Trà Hương, ok. Các chị nhắc ngày mai chị nào có đơn hàng, các chị cứ bảo nhân viên ạ, lấy vào cho chị thêm một cái máy đo. Ok chị ạ, chứ còn một cái em sẽ không ship nữa chị nhá. Một cái em không ship tại vì nó rất là nhỏ. Và giá này em thanh lý hết rồi ấy. Ngày mai chị nào có đơn hàng, các chị mình lấy kèm đơn cho em. Bộ em mặc là 269.000 chị ơi. Bộ em đang mặc là 269.000 đồng ạ. B64. Bộ em mặc là bộ B64. Em số điện thoại ạ. Em lên áo chống nắng luôn nhá. Hay là lên bộ đùi nhỉ? À bộ lỡ nhá, bộ lỡ cộc tay của cái bộ này này. Bộ này cũng xinh này, hàng Gen Z này. Lên bộ này luôn. Thông lụa đi em à, đợi em tí. Em lên 1-2 mã nữa em nghỉ. Mình lên từ lúc mấy giờ nhỉ? 8 rưỡi à? 9 giờ kém. Con bóng lên đây à? Có, gậy điện thoại chị cứ lên là kệ điện thoại đi. Đây chị này, 25.000 một cái. Ngày mai cứ bảo nhân viên ạ, nhân viên gửi đồ cho chị chưa? Lên đơn là gửi đơn rồi chị Hoàng Điệp. Nhưng cứ lên đơn là em gửi đơn rồi. Đây chị nhá. Cái kệ điện thoại này ngày mai các chị lấy kèm đơn cho em ạ, 25.000 một cái. Cái giá đỡ điện thoại đây chị này, 25.000 một chiếc. Có áo chống nắng choàng dài như em có loại chị. Em lên đồ bộ lắm. Mờ thế nhỉ? Ui giời, chị Hạnh Thúy, chị cho một hàng dài em tưởng chị phốt thì em. Chị Hạnh Thúy làm em đau tim quá đi mất thôi. Đây các chị này. Là rồi em lên áo chống nắng luôn. Để em tí ạ. Đây các bác ơi, lên cho em là bộ này là bộ B20 sao nhỉ? Phải không nhỉ? À bộ B07. Bộ này cho là bộ B07 cộng số điện thoại cho em, mình chốt đơn các chị nhá. B07 ạ.
chống nắng rồi. Ok chị, em mặc bộ này sang lên làng chống nắng luôn nhá. Bộ này các chị lên đơn hàng cho là bộ B07 cộng số điện thoại ạ. Em đang có màu nâu này, hàng này của nó là hàng jeans. Nên mẫu em đang mặc đây chị này. Bộ đẹp dã man luôn, em có 3 size là L, 1XL và 2XL. Bộ chứ là bộ B07 nhá chị nhá. Em đang có màu nâu này, màu ghi này các chị này. Đó, màu nâu, màu ghi này, tông màu đỏ ạ và tông màu xanh than. Chị ơi xem em xem bộ này có đen không? Bộ này như có cả màu đen mà. Có đen đấy. Xem bộ B07 ấy. Em tí như bộ này có cả màu đen đấy. Lấy thiếu màu ở đây rồi. B07 cộng số điện thoại ạ, em tặng các chị 199.000. B07 199 cái đồng, các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Có mà. Xanh than, lâu đỏ, ghi 1, 2, 3, 4 màu rồi. 4 màu à? Không có đen đúng không? Lâu đỏ, ghi. Bộ này là bộ B07 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. Em tặng các chị 199.000. Phong các chị tầm 62, 63 cân đổ về, 45 cân đổ lên các chị nhá. Màu nâu các chị này, nâu đậm cho em. Màu nâu nó sẽ đậm hơn trên line một tông màu ấy. Nói chung là màu nâu năm nay đẹp lắm. Nâu với ghi là màu mới của năm nay luôn. Màu mới nhất của năm nay luôn, các chị nhìn hàng này. Siêu, gọi là siêu 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 đẹp luôn. Các chị ạ. À, chống nắng dài ok chị Kỳ Dương ạ. Rồi chống nắng nghe em gọi là đỉnh của chóp luôn mà giá nó rẻ. B07. Các chị nhá, nhà em không có bộ B97 đâu chị Hạnh. Chị ạ, comment chuẩn mã hàng giúp em với là bộ B07 cộng số điện thoại ạ. Màu nâu em có là size L, XL, 2XL. Đấy chị ạ, mã này nó sẽ đánh 3 size. Hàng của nó là 325.000, giá hãng của nó. Đấy chị ạ, giá hãng là 325 mà em tặng các chị ạ 199.000. Chất u mì cho em. Đấy chị ạ, màu nâu ạ, màu đỏ này, áo đỏ quần đen các chị nhá. Nó sẽ là áo màu đỏ quần màu đen, bộ lỡ cho em ạ, cổ tròn. Bộ lỡ cổ tròn cho em ạ, B07 các chị này, 199.000 ạ. 199.000 đồng các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Hàng có giãn sướng lắm. Chị Thủy Vương, chị Hải Bích ạ, chị Bình Lê. Chị Nguyễn Phượng ơi, gối nhà em là 99.000 đồng 2 đôi. Gối kẻ 99.000 2 đôi ạ. Các chị ơi lấy chăn hè luôn nhá. Chị nào lấy chăn hè ngày mai các chị lấy dồn đơn luôn. Đúng không ạ? Lấy chăn hè các chị lấy dồn đơn luôn. Bộ này là bộ B07 chọn cho em màu đó chị ơi, màu xanh than nữa này. Nếu chị ạ, có cả màu xanh than nữa. Lên mã sản phẩm cho em, cái này là chữ của nó sẽ là chữ thêu và đính đá. Chữ thêu và đính đá cho em ạ. B07 kèm số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng. Giá các chị ngày hôm nay sẽ là 199.000 ạ. Đấy chị ạ, 199.000 đồng các chị lên đơn hàng cho em. Chị Thủy Vương có 45 cân ạ, chị Hải Bích có ạ, chị Bình Lê rồi ok em chốt đơn hàng. Chọn màu luôn cho em này. Ôi em đang bảo lên cái gì mà em quên mất rồi. Chị Phong Tiến ok. Đâu chị đưa cho em cái bộ chổi long nhà mà em bị bom phát nào. Em không hiểu sao luôn ý, khách hàng gọi là nhiều chị ác dã man. Đặt cái chổi long nhà ấy. Thì bây giờ ví dụ như là mình chưa mua hàng em bao giờ, thì các chị đặt thử một sản phẩm để chạm về lần sau cảm thấy là hợp thì mình mua, mà không gọi là không đẹp thì mình thôi. Nhưng mà đặt một lúc ạ, các chị này đặt hai cái bộ chổi lau nhà ấy, bom lấy luôn, đến nơi ạ không lấy, đến nơi không lấy ạ, bằng một phát hai bộ chổi lau nhà như này, các chị thấy không, bom về này nó xước và nó vỡ ra ấy. Đó các chị, lên là bộ chổi ạ, bộ chổi cộng số điện thoại cho em các chị nhá. Bộ chổi lau nhà, bộ chổi lau nhà các chị lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em là mình chốt đơn ạ. Cái này là chổi 360 độ, để chạm chổi xoay 360 độ các chị lên đơn. Em tặng các chị ạ 139.000 đồng, 139.000 đồng cho em một bộ chổi cả xô cả chổi, cả xô cả chổi như này các chị nhá, cả xô cả chổi như này cho em ạ, 139.000 đồng các chị lên đơn hàng ạ. 139.000 đồng cho một bộ chổi các chị nhá. Đây chị này, cái bom về không ạ, cái hộp nó vỡ này, cái hộp nó vỡ nó méo này, đây là vẫn còn là gọi là ngon ngon một tí nhá, có cái thì nó nát bét cái hộp ra luôn ấy. 139.000 đồng cho một bộ, các chị lên đơn hàng thì là bộ chổi lau nhà kèm số điện thoại ạ. 139, cả xô cả chổi cho em các chị nhá, cả xô cả chổi 139.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho là mình chốt đơn. 139.000 một bộ chổi ạ. Bộ em mặc là bộ B07 ạ. Đấy các chị nào ngày mai các chị thì mình lấy kèm đơn hàng luôn 139.000. Em nói giá với nhân viên thì em nó giật mình luôn. Em bán cái giá này nhân viên thì em nó giật mình luôn, nó bảo là sao chị bán rẻ thế. Con tưởng em nhầm giá cơ. Đấy chị ạ, 139.000 đồng cho em ạ. Một bộ chổi như này cho các chị lên đơn ạ. À, thuần mộc em còn.
Thuần Mộc em còn, chị Nguyễn Dung ok. Các chị lên là Thuần Mộc thôi, Thuần Mộc cộng số điện thoại cho em mình lên đơn. Thuần Mộc 99 một tí. Cái này nó bắt đầu nó khô khô đấy. Không có giấy chốt đơn nữa chị ạ. Rồi các chị là bộ chổi lau nhà cho em ạ. 139.000 đồng một bộ ấy chị nhá. Ok chị ạ, 139.000 đồng các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại. Đây là Thuần Mộc các chị này. Thuần Mộc trên là 99.000 một típ. Thuần Mộc chỉ 90.000 đồng một típ cho em. Cái này là nhà nào mà có trẻ con ấy. Nếu chắc các bé hay bị hăm này, bị chàm sữa này, hoặc là các chị mình đang gọi là bị nấm móng tay, móng chân, nó nước ăn chân tay ấy. Mùa hè rất là cần luôn, thực sự các chị ơi, mùa hè rất là cần luôn. Đấy, rôm sảy này, mẩn ngứa các chị mình ạ, chỉ cần là bôi cho em một tí. Đấy chị, chỉ cần bôi cho em một tí thôi là một lúc sau các chị thấy ạ, những cái vết ở mũi này, côn trùng đốt nó dịu hẳn luôn các chị nhá. Nhất là trẻ con ấy. Để có chị tôi ạ, chị hàng đến không cần xem hàng luôn à. Áo nắng dài đi ạ, chị ơi áo nắng dài cho chị được màu của em với. Nắng dài Laloma chị ơi, hàng hai lớp. Bộ em mặc 199.000 ạ. Các chị nhá, 99.000 đồng một tuyết Thuần Mộc cho em ạ. Các chị lên đơn hàng cho là Thuần Mộc cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Thuần Mộc cộng số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng các chị nhá, 99.000 đồng một tuyết ạ. 99.000 đồng một tuyết cho em. Thợ cường lực là 79.000. Thợ cường lực trên là 79.000 một cái. Đấy, thái đồ ăn, thái đồ chín cho em, nó không gọi là nó không bị mồn thớt. Nó không bị mồn thớt, nó sạch sẽ. Thì nó rất là tiện lợi luôn, nó vệ sinh. Nốt 1-2 mã thì nghỉ, mai lên tiếp. Đơn hàng em cho nhân viên chốt xong đã. Nhân viên nói em nó nghỉ nhiều quá. Đây lên nắng ngắn, các bác lấy dồn đơn luôn nhá. Nắng ngắn nhà em là 300, nắng dài 430. Hàng 2 lớp cho em ạ. Đây các chị ơi, áo nắng ngắn. Thuốc trị ngứa còn, đặc trị ngứa thì 65.000 hai tuyếp chị ơi. Đặc trị ngứa thì mình còn nhiều. Còn mỗi ít cũng nhỉ. Chị ngứa 65.000 hai tuyếp. Đấy, tên kia đang viết thuốc nào ầm. Đây các bác ơi, thơm phức luôn. Chị nào nhận được cái áo nắng nhà em, các chị cho em xin một cái phản hồi ạ. Các chị thấy nó có thơm không? Đấy, chất thì mặc mùa hè nó thoáng, nó mát. Hàng bên trong nó sẽ là một lớp thùng hơi nhá chị nhá. Hàng em hàng hai lớp này. Hàng hai lớp cho em, bên trong lớp thùng hơi ạ. Hôm nay nhiều chị bảo em ơi, nhận được áo nắng nhà em sướng quá em ạ. Nó thơm. Mà giặt nó không bị mất mùi ý. Giặt không mất mùi luôn, các chị lên là áo nắng ạ. Áo nắng ngắn kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng. Đây các chị này. Em có cả loại ngắn, loại dài, em để lên loại nắng ngắn trước. 3 size MLX. Là các chị 40 cân đến 65 cân nhé chị nhá. 40 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn. Các chị lên đơn hàng cho em là nắng ngắn ạ, kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Em tặng các chị 299.000 đồng một chiếc. Mà hàng hai lớp các chị nhá. Hôm trước mới mua 330. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay, ngày hôm vừa rồi thì hôm đúng hôm mà em giảm giá là ngày mùng 8 tháng 3. À quên, ngày 11 tháng 3 hay mùng 10 tháng 3 ấy. Thì hôm đấy là em ôm được giá nó mềm hơn một chút. Chứ còn hôm trước thì em nhập cao hơn, chị mình thông cảm nhá. Chỗ môi chị nhà em đang chưa có hàng, chưa nhập được ấy chị ơi. Mã hàng cho em là gì ạ? Nắng ngắn kèm số điện thoại, em mặc màu xanh coban này. Nắng ngắn màu xanh coban. Còn đây là màu xanh than cho em ạ. Nắng ngắn cho em màu xanh than kèm số điện thoại ạ. Em có 3 size MLXL. Thôi chị ơi, đừng so sánh giá hôm trước mình mua bao nhiêu. Được chưa? Tại vì nó tùy từng giá, tùy từng hôm. Hôm nào em nhập được rẻ thì em bán rẻ, hôm nào em nhập cao thì em bán giá cao hơn. Mà chắc chắn chị mua 320 thì các chị mua ngoại trừ cũng không có được giá đấy đâu. Em tặng các chị ngày hôm nay là 299.000 đồng hàng hai lớp nắng thơm của Laloma. Chị đưa cho em cái túi mát của nó luôn. Nắng thơm của Laloma chị ạ. Đây là màu xanh than nhá, lớp thông hơi cho em bên trong. Các chị nhìn ạ, nó sẽ có những cái lỗ li ti các chị này, bên trong nhá, một lớp này. Đấy chị ạ, bên ngoài một lớp cho em ạ, nó thơm phức luôn. Đấy, treo ở trong tủ gọi là tỏa, gọi là mùi hương, nó thơm phức luôn các chị này. Mã hàng sẽ là nắng ngắn ạ, cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng. 299.000 đồng ạ. Màu xanh xanh than với xanh Nhật hiện tại nha em, nó đang cháy hàng đây này. Đây màu xanh Nhật Bản cho em. Đấy chị ạ, màu này là tông màu xanh Nhật Bản các chị nhá. Toàn bộ hàng của nó các chị đang mua giá lẻ bên ngoài hơn 500.000 này.
hơn 500.000 một cái, chỗ nào bán rẻ 450. Em tặng các chị 299.000. 299.000 đồng cho em ạ. Mã hàng cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn. Nói chung là bôi ngoài da chị Hạnh Thúy ạ. Mình bôi ngoài da được. Chị ở Hương Lương có ok. Đặc trị ngứa là 65.000 hai tip. Chị ơi chị để chỗ nào đây? Đặc trị ngứa ấy. Hàng nội địa chung nhỉ? Cái hàng nó cái tip màu xanh xanh ấy. Thấy không? Nhận được bộ B20 nhà Loan đẹp ưng lắm luôn. Cảm ơn chị Huyền Thanh nhá. Uống hết chưa? Thế lâu miệng lặng rồi. Thế đặc trị ngứa đây 65.000 hai tip. Chị đã bị á sừng ấy, hắc lào lăng ben này. Để chạm nấm kẽ tay kẽ chân ấy thì mình dùng cái này cho em. Đây là nội hàng nội địa chung, không phải lúc nào cũng có hàng về đâu. Không phải lúc nào mình cũng vượt được giá này. Em tặng các chị mình nhận 65.000 hai tip nhé. 65.000 đồng hai tip cho em cái thuốc ngứa. Các chị ơi đặc trị ngứa cho em, các chị comment là trị ngứa cộng số điện thoại ạ. Là mình chốt đơn ạ. 65.000 ạ, hai tip. Các chị này 65.000 đồng hai tip cho em, các chị lên đơn nhá. À, chị Đinh Nguyễn ok ạ. Nắng thơm tuyệt vời luôn chị ơi, em bảo rồi ạ, nhận hàng ạ, không thơm mình trả lại cho em. Nhận hàng không thơm trả lại, hoặc các chị ơi giặt mà nó không nó bị bất mùi thơm ấy, các chị trả lại, các chị bảo em luôn, em ơi áo nắng thì em giặt nó bị hết, nó không có mùi thơm. Đấy. Tại vì dòng này nhà em bán ấy, các chị đợt trước thì em bán các chị loại một lớp ấy thì nó cũng tơm gọi là 350 rồi. Bây giờ hàng này năm nay nhà em bán hàng hai lớp liền. Hai lớp em tặng các chị giá 299. Hả? Về đâu về? Yêu. Ra hồn. Chờ chó nó yêu. Đúng rồi, nấm móng tay bôi được chị ơi, nhất là nấm móng tay này, nấm kẽ tay, kẽ chân ấy. Để chạm hoặc là mùa hè ấy, chị em mình đang bị đứt ăn chân tay và nhất là chị nào đang bị hắc lào lăng ben ấy. Đó, cái này là đặc trị luôn đấy. Đặc trị luôn. Có nhiều chị bảo em ơi, chị mất bao nhiêu tiền ạ? Chị đi gọi là đi da liễu này. Bôi tốt lắm chị, hết rồi mua thêm. Có chị nói chung là nó chung phải hợp thầy hợp thuốc. Có nhiều chị mua hàng tiếp thuốc bằng vài trăm nghìn không khỏi. Nếu các chị đi da liễu ấy, mất rất là nhiều tiền nó cũng không khỏi. Nhưng mà các chị mua cái tiếp thuốc vài chục nghìn đấy các chị khỏi. Thì người ta bảo là hợp thuốc ấy. Hợp thuốc không phải cái gì ạ. Đắt cũng gọi là cũng khỏi đúng không ạ? Nhiều khi các chị ơi dùng cái loại mà vài chục nghìn thôi là mình bôi khỏi. Hoặc là em bôi cái tip mà 15.000 đúng không? Cái gì nhỉ? Cái kem chi sông ấy nhỉ? À. Để trước đi. Em lại hợp cái đấy. Em bị hay nước ăn chân tay ấy. Đấy em lại hợp. Nhưng mà lâu lắm em không dùng đến nữa rồi. Tại vì là từ cái đợt mà em dùng sang cái này ấy. Mùa hè em hay bị nước ăn chân tay lắm. Kiểu mình cứ kiểu là tắm rửa giặt rũ cho con ấy. Đấy, mình tiếp xúc với nước nhiều là mùa hè hay bị nước ăn chân tay dã man luôn. Nhưng mà kiểu mẹ chồng em thấy mẹ chồng em mà suốt ngày bị nước ăn chân. Suốt ngày bị nước ăn chân. Cứ phải dùng cái này liên tục cái này. Dùng nó dịu luôn nhá, một lúc là dùng nó dịu luôn. Em không bao giờ được chỗ đơn shop chị à. Em để lại số điện thoại em ơi. Chị Tâm Trương ok, chỗ bộ 07 màu nâu dồn đơn này. Chị Trương Ngọc Anh có, chị Dậu Phạm ok. Đây các chị nhá, hiện tại em đang có màu xanh than nữa. Màu xanh than nữa đây. Xanh than nó sẽ đậm hơn. Các chị chọn màu cho em ạ. Chọn màu, chọn size vừa nhá. Có size số các chị mình dưới 65 cân. Size số các chị mình dưới 65 cân nó sẽ có hai cái túi bên trong. Có hai túi bên trong này. Hai cái túi bên ngoài nó có khóa. Hai túi bên ngoài có khóa. Các chị mình lấy cho em luôn nhá. Mình lấy thêm bộ màu nâu. Ok chị Thúy ạ. Chị Trương Ngọc Anh lấy dồn đơn rồi ok. Đấy các chị lấy mã nào các chị lên đơn này. Em chuẩn bị em nghỉ đây ạ. À, hàng mùa đông làm gì còn đâu chị. Hàng mùa đông em không còn đâu. Hết rồi. Hàng mùa đông hết rồi. Đây hộp bàn chải đây ạ. Hộp bàn chải cho em này. Mình mua thuốc ngứa thì mình lên số điện thoại chứ. Y14 nhà Loan chất đẹp trắng. Ok ung lắm. Y14 là cái gì nhỉ? Y14 là cái gì em không nhớ luôn ý. Đây các chị này. Mã này cho em là bàn chải ạ. Bàn chải đánh răng. Lông bàn chải mềm. Đấy, trẻ con dùng được, người lớn dùng được. Xin cho các chị là tầm giờ này em hơi mệt nên em sẽ nói. Đấy, nó phải mưa rào nó mới hết nồm được. Mấy ngày hôm nay thời tiết nó nồm mà ướt nhà cửa cứ ướt như ngoài sân luôn. Đấy, nhà cửa nó cứ ướt như ngoài sân luôn. Xem chi ghế em ngồi.
Chị Trương của anh ấy đơn hàng đợt này nó hơi chậm nhá. Chốt cho chị hai bộ, chị comment mã hàng giúp em với chị Nguyễn Thị Mận. Ok, đây là chị này. Lên mã hàng trên là bàn chải 99 đồng một hộp 30 cái. 99 đồng cho một hộp bàn chải 30 cái liền. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Bàn chải than tre chị nhá, bàn chải than tre cho em 99 một hộp. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại, nó rất là bên trong nó nhiều màu lắm. Bên trong nhiều màu nữa chị nhá. Lên mã hàng và kèm các số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Cái lông bàn chải nó mềm lắm. Hồng Phạm ok, à nắng dài đây, nắng dài nó cũng có như màu đấy chị, nắng dài là 430. Nắng dài 430, chị đưa cho em nắng dài này. Nắng dài thì em vẫn đang bán bình thường cái này. Các chị vẫn đang lên đơn gọi là ầm ầm luôn. Nó cũng là hàng nắng thơm của Laloma đấy. Nhưng mà nó cũng có cái màu như thế chị ạ, nó cũng có màu như thế nhưng khác nhau nó là dài thôi, nắng dài thôi. Đấy chị nhá, nắng dài như em là 430.000. Nắng dài là 430.000 đồng ạ, các chị lên đơn hàng là choàng dài. Chia đơn làm gì? Có nghĩa là đơn hàng của chị là đơn hàng nặng à? Hay đơn hàng nhiều à? Có chị. Em ơi chia đơn nữa, bảo nhân viên chia đơn cho chị. Chắc là nhiều các bạn. Bàn chải nhà Loan mềm. Chị ơi nhà em dùng cái này đấy. Nhà em dùng cái bàn chải đấy. Từ cái đợt mà nó mới ra nó còn đắt cơ. Bây giờ nó còn được rẻ hơn đấy. Bây giờ được rẻ hơn đấy. Bàn chải mềm đánh răng rất thích, em cảm ơn chị ạ. Đó là bàn chải than tre. Cái lông bàn chải nó siêu mềm. Này nó không bị cứng, mà nhất là chị nào đang bị viêm lợi, viêm răng, viêm chân răng ấy, mà chị nào mà dùng cái lông bàn chải nó cứng đấy sợ lắm, nó chảy máu chân răng ấy. Ơ chị này, cái này cho em là bà là áo chống nắng dài chị nhá, chống nắng dài của Laloma. Em đang mặc một xanh than này, xanh than em có là size MLXL đó, MLXL. Các chị lên đơn hàng ạ. Chị Cường ok, ok em chốt đơn. Chị Oanh Kim ạ, Nguyễn ok này, chị Kumit ok em chốt đơn hàng. Đây cái này là chống nắng dài, hàng thơm của Laloma các chị nhá, hàng hai lớp thôi. Toàn bộ hàng hai lớp em tặng các chị ạ, 430.000 ạ. 430.000, đây là màu xanh than các chị nhá. Xanh than này. Tông màu xanh coban này. Màu gì nữa nhỉ? Màu xanh Nhật Bản này. Đấy, màu gì? Nhiều màu lắm luôn các chị ơi. Bây giờ rẻ hơn, ngày trước nó mới ra kiểu cái gì mới ra nó cũng hot, nó cũng đắt ấy. Nhưng bây giờ kiểu nó bão hòa rồi nó sẽ rẻ hơn. Thợ dùng lực là 79.000 đồng chị Nga Lê nhá. Đây là màu ghi cho em này. Nhớ chặn lên đơn hàng cho em là có vỏ gối chị, vỏ gối bán riêng chị Thu Tuyên. Thúy Anh Vũ có này, nắng dài ạ, màu xanh than ok chị. Em cao 1m57. Em cao 1m57, em nặng 54 cân. Hiện tại em vẫn mặc vừa size M đấy chị nhá. Chắc thì nó co giãn ạ. Chốt chị tầm 42 cân đổ lên đến tầm 65 cân đổ về. 42 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Mã hàng cho em là nắng dài kèm số điện thoại mình chốt đơn hàng ạ. Màu xanh than này. Các chị cứ chọn màu, chọn size vừa cho em ạ. Thoải mái. Giá này thì em bao giá các chị rồi. Giá này bao giá các chị mình luôn. Đây tông màu xanh coban đây ạ. Tông màu xanh coban đây các chị nhá. Mã hàng cộng số điện thoại ạ. Hàng hai lớp, hàng trong hơi cho em. Khẩu trang ạ. Khẩu trang là 215.000 một thùng. Khẩu trang 215.000 một thùng 300 cái. Trông ngắn ngắn hàng hai lớp chị Mai, chị Hà Mai nhá. Trông ngắn ngắn như em mà hàng hai lớp 300. Chị Nga Lê rồi ok chị em chốt. Đây chị này màu xanh này, xanh coban. Xanh là xanh coban cho em ạ. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Màu xanh coban đây các chị nhá. Các chị nếu không ạ, thơm lắm. Thơm phức luôn, các chị nhanh ạ, chọn luôn cho em luôn này. Chị thích thì nhích ạ. Đây các chị ơi, màu xanh cổ vịt. À màu xanh là xanh Nhật Bản này. Xanh này xanh Nhật Bản cho em. Em bảo rồi nhận hàng ạ, mở ra kiểm tra không thơm ạ, em không lấy tiền luôn. Đấy, mẫu này các chị có mặc mấy năm các chị giặt, gọi giặt thoải mái cho nó không bị mất mùi. Đấy, cho mồ hôi ra nó khử luôn cái mùi mồ hôi cơ thể mình luôn ấy, cho nên lúc nào nó cũng thơm phức luôn. Nó làm bằng cái chất gì các bác ạ, nó thơm lắm. Nhiều cái là giặt đi nó hết mùi, nhưng cái này giặt đi nó không hết mùi thơm nhá. Treo vào cửa hàng nó cứ thơm lừng luôn. Như kiểu mình xịt nước hoa ấy. Đó, đây là màu xanh này, xanh Nhật Bản này. Xanh Nhật cho em. Nó có cả cái màu xanh cổ vịt nữa. Quên cái này là 430. Đây là 430.000.
Bàn chải một hộp rồi ok, con này là 430 này. Dáng dài là 430. Bộ em mặc là bộ B07 nhá. Bộ em mặc bộ B07. Còn đây là mã. Đây là màu xanh này, xanh cổ vịt này. Xanh nhà tông màu xanh cổ vịt cho em ạ. Thùng khẩu trang màu trắng dồn đơn. Ok chị Thuận Bùi này. Các chị cứ chọn màu cho em thoải mái. Nắng dài ngày mai chọn màu ạ. Đây là màu xanh cổ vịt cho em này. Màu nào cũng đẹp luôn. Nói chung là những cái màu xanh nó cứ xem ạ, tương đối. Màu đẹp. Những cái màu này là màu hé, các chị mặc nhìn trông nó mát. Nắng ngắn là 300, dài là 430. Hàng của cao cấp chị nhá, hàng cao cấp La Loma. Cái này là giá cài của nó là 849.000 một cái này. 849.000 một chiếc. Giá hãng của nó các chị nhá. Đây màu xanh là màu xanh cổ vịt ạ. Màu xanh cổ vịt ạ, 430.000. Một áo 430.000. Chị ơi không phải hàng chính hãng, mình giả lại cho em. Chị nào nhận được áo này ạ, các chị vào cho em xin feedback rồi. Nếu như không phải hàng chính hãng mình giả lại cho em. Chị Thị Mai Hà nhá. Rồi em mua hàng với em mãi rồi. Thế chứ ạ, còn người theo dõi mốc quan trọng mà hỏi em bán hàng chính hãng hay là cái gì. Hàng nào em bảo hàng đấy. Có cả hàng La Loma, có hàng nhái La Loma nó không thơm đâu. Còn hàng em các chị giặt mấy năm đâu vẫn thế. Năm ngoái em bán hàng một lớp thì nó cũng đắt chứ không có rẻ nhá. Hàng này hai lớp đấy ạ, tại vì hàng này em ôm được số lượng nhiều. Nếu chị ôm trực tiếp luôn ạ thì giá nó rẻ hơn thôi. Chứ còn ví dụ bây giờ nếu mà em bán cao các chị ạ, bán đắt tiền mới là hàng cao cấp và hàng xịn đúng không? Còn bán rẻ thì chắc là hàng loại mấy. Nhưng em thấy lúc các chị này giá này em bán em không cộng lại cao. Người ta được lãi nhiều nhưng em bảo rồi em chạy số lượng em sẽ lãi ít. Nhưng mà em bán nhiều. Về nhận hàng ạ, không phải hàng chính hãng mình giả lại cho em. Nếu chị ạ, không thơm mình giả lại cho em, mình bóc ra mình đồng kiểm. Mình lúc ra mình kiểm hàng. Chị nào nhận được hàng này của nhà em chưa, nó có thơm không ạ? Nó có đẹp không ạ? Chất có như mong muốn không? Đấy chứ ạ? Các chị mình về bóc hàng đồng kiểm cho em thoải mái. Bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái, ngửi thử nhá, sờ chất cho em. Em tự tin luôn đấy. Thì bóc cái đấy ra nó khó. Thôi em chả bóc ra nữa. Tại vì là chả bán hàng ngày nào cũng không đủ trả cho khách này. Em khẳng định luôn các bác ấy nhập xỉ không nhập được cái giá em bán lẻ ra cho các chị. Giá này là giá em bán số lượng. Giá bán số lượng. Em đưa em nốt màu vi nào. Màu vi còn mấy cái. Màu vi còn mấy cái. Đang hết hàng. Đợt này còn đang cháy hàng không có này. Em đặt cái màu xanh với lại màu xanh than, màu xanh nhật đang hết hàng, đang không có hàng. Mấy ngày hôm nay đang nợ đơn của khách rồi này. Ôi ôi, hàng này hôm nay cứ lần nào em lên like cái hàng áo chống nắng, khách hàng lại phản hồi. Khách hàng bảo là em ơi áo chống nắng nó thơm. Thấy chưa ạ, nó thơm lắm. Chồng chị cứ tưởng chị xịt nước hoa. Có loại ngắn. Có loại ngắn là 300, em sale là 300.000. Đây ạ, dáng này của nó sẽ là dáng dài màu ghi ấy chị nhá, dáng dài màu ghi. Các chị còn bảo em lên từ lúc đầu like mà em còn không lên ấy. Em chỉ mặc một màu thôi, chị Nguyễn Kim Anh ơi. Ví dụ em mặc màu nâu, các chị thích màu ghi, các chị cứ chốt. Còn cái form dáng em mặc lên, các chị biết là form dáng của nó mặc lên như thế nào rồi. Cần gì mặc đủ màu đâu chị. Cái bộ đấy em vừa thay ra thay vào lắm. Thôi em nghỉ nhá các chị nhá. Em nghỉ đây. Bộ fit 1 em còn chị Lan Hương rồi. Em nghỉ nhá. Mai ngoài đi biết. Có. Mai đi ngoài về trường à bên đó. Ờ. Chị hôm nay chị biết cái to chị để đâu ấy. Hả? Đây, đẹp đây rồi. Bắt em xem nào. Em nghỉ nha các chị nhá. Và các chị yêu ạ. Chúc các chị ngủ ngon. 59 đây.